Đây à, bởi vì ngay cái mục số 3 chỗ này nè, nước là nước gì á? Nước đó là nước gì, sao là nước gì, thì ngay cái chỗ đó lý giải được á, thì lúc đó mình mới xóa được cái rào cản của cái hệ quy chiếu đó. À, ví dụ cái điểm tương đồng nè, một người á, trong vận động là mình sẽ dễ dàng thấy nhất. Nó sẽ có rất nhiều cái trường hợp khi ai đó đang lao động hoặc là đi vận động, uống nước vô rất nhiều nhưng cơ thể vẫn báo hiệu là thiếu nước. Đó là một cái dấu hiệu. À, dễ thấy nhất là các vận động viên, các anh chị làm lao động chân tay mà thường thích uống nước đá, nước lạnh á, uống vô rất là nhiều, thậm chí một cái bình khoảng 4-5 lít và uống luôn trong tích tắc à, nhưng mà cơ thể vẫn báo hiệu là mình bị thiếu nước đi. À, đó là một cái nghi vấn đặt ra để cả nhà làm rõ. Cái thứ hai đó là cái lượng nước á, khi đi vào trong cơ thể của mình, nó muốn chuyển hóa và hấp thu được, nó phải cần có thêm một cái nguồn khoáng bổ trợ, hay còn gọi vô trong á, để chuyển hóa thành ion á, nó kèm thêm ion á. Trên nước chỗ này nó phải kèm thêm, nó gọi là nước khoáng, nó có khoáng trong đó thì đi vào trong cơ thể nó mới chuyển hóa được. Còn không á, nếu chỉ là nước đơn thuần à, ví dụ như là một số cái hạn nước tinh khiết, thì trong vấn đề của sức khỏe y khoa nó gọi là nước chết. Uống càng nhiều cơ thể vẫn báo hiệu là không đủ nước, nó không có chuyển hóa được. Nên trong quá trình vận động, cái mất không phải là mất nước mà là mất muối. Nên chúng ta sẽ để ý kỹ là cái ở cái bao áo nè, ở cái phần nách nè, nếu ở đó chạy bộ khoảng chừng 21 km á, ai đã chạy rồi thì biết à, khi mồ hôi ra nhiều, cái mình nhìn lại cái phần nách, cái phần cổ nó đóng, nó trắng nhắp đó, thấy không? Nó trắng trắng, nó bám trên đó đó, nó chính là lượng muối được thất thoát ra. Mà mình biết ở trong cơ thể của mình kali với natri á, à, thì ở nơi nào á nó có cái lượng đó đó nó giữ, thì nước sẽ tụ mình ở đó, nước sẽ giữ giữ nước nhiều hơn à, hay còn gọi là điện giải à, thì cái lượng nước phải làm rõ cái chỗ này nè, đó là nước khoáng. Thứ hai là nước vẫn được tính vào trong lượng hàng ngày mình uống, nước ép trái cây vẫn được tính nè, rồi trong các loại thức ăn như là canh nè à, rồi các loại rau xào mà có nước nè, thì những lượng nước đó vẫn được tính vào trong cái lượng nước dùng hàng ngày. À, nên với khái niệm nguồn của y học đông y á, phần lớn người ta nói 1 đến 1,5 lít là lượng bổ sung thêm. Thì nếu cộng lại tương đồng lại thì nó vẫn là khoảng 2 lít trở lên, chứ nó cũng không ít. Tại vì còn tính thêm canh, thêm số cái nữa. À, rồi, đó là liên quan tới chỗ nước. Nhớ là phải có khoáng thì lúc này vào nó mới chuyển hóa. Còn không nó cũng là nước chết thôi. À, đó là về phần nước để mình lý giải. Rồi sau đó bắt đầu tương đồng với ở dưới này là hàn lạnh, thân nhiệt để nó tương đồng với nước như thế nào. Thì ở đây nè, tức là mình lý giải thêm cái khái niệm nguồn nhiệt thêm chút nữa. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Hiền. Nó vô nội dung luôn đó. Nó vô đề mình tính nói bữa nay luôn đó. Dạ, thì góc nhìn của y học Tây y thì gọi là thân nhiệt, hàn nhiệt thì hôm qua mình nói rồi. Ừ, thì cái lượng này á, thì mình sẽ thấy là mình mở cái máy lạnh 15, 16 độ gì đó. À, thì mình đưa cái nhiệt kế vô nắp của mình 5, 10 phút. Thì mình lấy ra nó vẫn là ở dao động cái con số này. Hay mình đi ra bên ngoài trời nắng cao, nhiệt độ nó trên 39, 40, thậm chí đi ở sa mạc 40 mấy, 50 độ, thì thân nhiệt của mình nó cũng dao động ở ngưỡng này. Đó. Thì nói với lửa thân nhiệt của y khoa theo Tây y thì đó là cái con số. Nhưng khi nói về hàn nhiệt đó, thì chỗ này à, cái từ khóa ở trong đó là một cặp của bát cương của Đông y ấy, nó liên quan tới chữ hàn nhiệt, đó là lạnh và nóng ấy. Thì nó sẽ thuộc trong cái khái niệm nguồn của Đông y, nó nằm ở học thuyết âm dương. Thì khi người ta nói hàn thì về tổng thể nó thuộc âm, mà hàn hay âm ở trong y học Đông y á, nó đơn thuần, nó không đơn giản chỉ là thân nhiệt. Thân nhiệt chỉ là một cái cơ bản ra để có thể nói ở mức độ về hàn nhiệt của cơ thể con người. Cái thứ hai mà cái chiều sâu của cái thể hàn á, hàn nhiệt hay gì đó, cái chiều sâu bên trong á
nó lý giải được, đó chính là cái trạng thái, nó liên quan tới cái trạng thái, cái công năng của các tạng bên trong thì nó mới chính xác hơn. Ví dụ một người có dấu hiệu là hàn, được gọi là hàn, thì nếu ở mức độ đơn thuần thì nó liên quan tới thân nhiệt, là mình sẽ thấy người ta mát, cái nhiệt độ người ta thấp hơn bình thường, người ta mát giống như mình biết bình thường thì nó không có sai. Nhưng chiều sâu cái hàn á, nó liên quan tới trạng thái nè, người ta sẽ nhìn vào nè, một người được gọi là hàn, nặng hơn nữa được gọi là âm luôn á, thì nó liên quan trạng thái này nè. Nếu nói về tiêu hóa, nếu nói hàn liên quan tới tiêu hóa thì cái người đó là ăn khó tiêu, dễ sình bụng, dễ tiêu chảy, thì người đó là thuộc hàn. Nếu nói về tổng thể ở bên ngoài thì cái người đó mập mạp, mát lạnh mà lại thêm gì ù lì chậm chạp, ở quê gọi là biếng nhớt thay, đó là hàn. Nếu nói về nội tiết tố của phụ nữ, nếu liên quan tới hàn thì nó liên quan tới một số cái là kinh nguyệt trì trệ, trễ kinh, lâu dần có thể dẫn tới, liên quan tới các yếu tố bệnh lý phụ nữ, ví dụ như là khí hư, huyết trắng, vân vân. Nếu nói về hô hấp thì một người thể hàn tức là gì, hơi thở chậm chạp, khò khè, dễ hụt hơi. Rồi lâu dần có thể dẫn tới bất ổn của hô hấp. Rồi thì gom chung các yếu tố đó lại người ta mới gọi là hàn. Cho nên khi nói là hàn á, theo đông y á, thì chúng ta không thể nghĩ đơn giản đó là thân nhiệt, nên rất nhiều người hai khái niệm nguồn khác nhau. Các anh chị theo dân gian, theo đông y nó bị hàn rồi, về lấy hàn ra đi, lấy lạnh đi, cái chạy về nhà lấy cái nhiệt kế thọt vô nách đo, đo khoảng 10 phút sau lấy ra nó 37 độ, nó ông thầy tào lao, hàn đâu mà hàn, lạnh đâu mà lạnh, 37 độ mà lạnh cái giống gì. Nhưng họ quên cái hàn đó, đó là cái trạng thái, là cái công năng, chứ nó không phải đơn thuần chỉ là thân nhiệt. Thân nhiệt chỉ là một cái tiêu chí đánh giá của hàn thôi. Dạ, vậy thì ngay cái chỗ này đó, khi một cơ thể một người mà hư nhiệt, nhiệt nó bị hư, tức là thân nhiệt bị rối loạn cao quá hay gì đó không kiểm soát được, thì hư nhiệt xong thì hàn nó tăng, thì lúc này nè nó là nhiệt, nhưng cái bệnh lý đưa ra nó lại liên quan tới hàn. Hai cái khái niệm này, ví dụ mình cũng nghe giờ là âm thịnh dương suy, có nghe cái đó không? Âm thịnh dương suy, rồi rồi dương thịnh thì âm suy. Vậy thì dương nó cao quá thì cái hàn nó suy đi, thì người ta cũng gọi cái bệnh đó là cũng thuộc hàn nữa, nhưng mà lý giải theo cái chiều hướng khác. Vài ngày nữa khi mình vào cái góc nhìn của đông y, mình sẽ lý giải kỹ hơn cái đó. Vậy thì với cái góc độ khi bác sĩ Hiền thấy ai đó ta nói bị lạnh, mình khuyến nghị uống nước, cái người ta hỏi là gì, đang đang lạnh đang hàn đưa nước vô nữa thì nó có hại không? Không con, không bác sĩ. Thì cái lý giải chỗ này á, thì bác sĩ đơn giản, bác sĩ chỉ cần lý giải theo góc độ của y khoa Tây y là được. Rồi sau đó nếu mà thuận lợi nói thêm thì hàn nhiệt hay thể hàn trong đông y nó không đơn giản là nước, nó không đơn giản là nước. Ai đó bị hàn rồi thì nước cũng rất là cần thiết, bởi vì nước nó tham gia cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể, đủ nước thì nó có thể làm cho cái trạng thái thân nhiệt được quân bình lại, chứ không phải đưa nước lạnh vô là hàn nó tăng lên, bởi vì nước nó tham gia vào quá trình chuyển hóa. Nên khi có đủ nước trong cơ thể của một người dù bị lạnh đi chăng nữa thì đủ nước thì nó vẫn tham gia vào cái quá trình điều chỉnh thân nhiệt, chứ không phải là đưa nước vô nó làm nặng hơn, trừ trường hợp nước đó là nước có tính chất ẩm. Ví dụ lúc thể hàn đó mà đưa nước đá vô thì nặng nhưng mà lúc thể hàn đó đưa nước lọc, nước ấm vào là tốt hành hình dung ý này em bác. Dạ đó, nên cái chỗ đó là mình có thể lý giải đơn giản cho người bệnh, còn mình đưa thêm cái góc nhìn của đông y vào á, mình nói thêm bát cương cho người ta nữa thì người ta cũng đốt được luôn. Mình chỉ nói đơn giản, nước tham gia điều chỉnh quá trình thân nhiệt, bác đang hàn thì mình uống nước để nó điều chỉnh thân nhiệt lại, trừ trường hợp bác uống nước hàn thì nó mới nặng hơn, có tính chất âm á, ví dụ như là nước mà có nước đá thì đơn thuần là nước mình uống vào nước ấm, thể hàn uống nước ấm vào thì nó sẽ điều chỉnh. Thậm chí có một số trường hợp nặng á, người ta thậm chí cho nước âm mạnh hơn nữa kìa, bởi vì cực âm nó sinh dương. Nó thuộc về cách dụng dược thôi.
Thì đơn giản trong trường hợp này mình chỉ khuyến nghị thể hàng để uống nước ấm để nó quân bình điều chỉnh lại là được, chứ cô không cần phải lý giải sau. Dạ, Hiền cũng khuyên là uống nước ấm mà thầy. Nhưng mà một số cô bác á, muốn hỏi rõ về số lượng. Tại vì khi mà Hiền tư vấn á, là Hiền hỗ trợ là Hiền cũng nói về số lượng là khoảng 2 lít nước trên ngày. Thì các cô bác kiểu như là đạt cái mong muốn về sức khỏe, thì vẫn làm người ta hỏi rất là rõ. Nhiều lúc Hiền cũng không biết trả lời sao đâu nữa thầy. Nên dạ nên hình như thầy làm rõ là về mặt số lượng á thầy, thì dạ làm rõ là số lượng. Nếu như vậy thì Hiền khuyên là uống 2 lít nước, và Hiền cũng khuyên là nên uống nước ấm. Tuy nhiên là cũng hỏi rõ luôn á là bị hàn mà cũng uống nước như người bình thường thì nó như thế nào. Thứ hai nữa là hàn á, thì cái lượng nước cung cấp trong ngày nếu như là 2 lít á, thì theo như bác sĩ là 2 lít đó tôi sẽ uống cân đối như thế nào, buổi sáng nhiều hơn hay là buổi tối như thế nào. Tại vì khi mà họ trải nghiệm lên cơ thể của họ rồi á, họ bảo là nếu như uống buổi tối á, là cái tình trạng ví dụ như là thân nhiệt bị lạnh này, cảm giác rối loạn tiêu hóa này, và đi tiểu nhiều. Dạ, đi tiểu rất là nhiều lần vào buổi tối. Thì Hiền cũng khuyên dựa trên cái góc Tây y á thầy, tức là Hiền cũng nói là buổi, tại vì cô bác lớn tuổi rồi, thành ra là sau buổi xế chiều thì không nên uống nhiều nước nữa, thì nó sẽ làm cho mình dễ mất ngủ và dễ kéo theo những cái rối loạn khác. Thì Hiền nhờ thầy làm rõ để cái góc của mình nó rõ hơn á, thì khi cái lời khuyên mình đưa ra cho các cô bác nó chắc thì mình sẽ dễ cố định thông tin, sẽ giúp cho các cô bác cố định được thông tin nó rõ, thì nó sẽ tác dụng hơn á. Dạ. Cái số lượng nước ở trong y học đông y nó sẽ không có cố định. Nó không có cố định mà nó dao động là từ 1 cho tới 1,5 lít trên ngày. Bởi vì cái thói quen dùng trong y học đông y á, họ tính nước trong cái lượng thức ăn á, cái thói quen phải đạt chuẩn, đó chính là ăn chậm nhai kỹ, ăn cân đối. Và đặc biệt là trong thực dưỡng á, nó có một cái nguyên tắc đó là ăn như uống, uống như ăn. Tức là họ nhai cái thức ăn cực kỳ nhuyễn luôn, như thành ra nước luôn rồi bắt đầu mới nuốt. Thậm chí họ uống nước á, thì một số cái phương pháp vẫn phải nhai à, rồi bắt đầu uống Hiền có vào. cái câu là uống những gì mình ăn, ăn những gì mình uống Đúng ấy. rồi, uống những gì mình ăn, ăn những gì mình uống đó. Nên lượng nước á, đi vào trong cơ thể lý giải theo cái góc nhìn đó đó, nó không có cần quá nhiều để chuyển hóa, bởi nó đã thành cái dạng gần như tinh chất rồi. Cho nên khuyến nghị của người ta là rất là ít nước. Tuy nhiên cái nhiệt của cơ thể con người nó không phải phụ thuộc vô nước nữa, mà góc nhìn của y học đông y nó sẽ phụ thuộc vô tạng là chính, vô các tạng á. Ví dụ như là gì à, tâm can tỳ phế thận, nó khí hóa được nước á, thì lúc đó thân nhiệt mới có thể bình ổn lại. Không khí hóa được thì lúc đó nó mới mới hèn đi. Ví dụ như thận à, không khí hóa được, phế không khí hóa được à, đông y mình sẽ nói kỹ cái đó. Nói chung á là lượng nước đưa vào trong cơ thể á, nó có thể quyết định được hàn nhiệt hay không, nó phụ thuộc vô công năng của tạng phủ. Cho nên Bản chất cái là người cần ta á, bị than than là do từ cái gốc là nó suy từ cái phủ tạng từ thấy không, tạng mà ra, còn chính là uống từ nước là tạng mà chỉ ra. là Dạ để đúng rồi sinh hoạt thôi. đó. Cho nên góc nhìn đó mình vẫn khuyến nghị nước dùng bình thường, nhưng phải phối hợp kèm thêm là dưỡng tạng lại. Thì lúc đó đưa nước vào thì nó cực kỳ tốt, bởi vì tạng nó muốn vận hành nó phải có nước. Tạng nó muốn vận hành được là nó phải có nước, không có nước thì nó rất là cực trong cái quá trình vận hành cái công năng, cái chức năng của nó. Thì lúc đó nó mới suy thật sự. Vậy thì mình muốn khuyến nghị cho người lớn tuổi mà họ có thể dùng nước buổi tối á, thì phải có thêm một số cái nghi thức nghi lễ cho họ sau đó. Còn nếu chỉ uống không thì rõ ràng nó cũng sẽ ảnh hưởng, dù là đông y hay tây y, buổi tối dùng nhiều nước cũng sẽ bất ổn. À, thì có thể thêm trên tay góc nhìn là trước khi uống nước, sau khi uống nước cần làm gì thêm, để cái khoảng thời gian nó vừa xong, nó chuyển hóa xong, cái đi vệ sinh xong là cơ thể họ đã ấm lên chứ không phải là hàn nữa. À, một trong những cái đơn giản có thể hướng dẫn ta hít thở và vỗ kinh lạc thôi cũng được. Dạ thì bác sĩ có thể thêm cho người ta cái góc nhìn
nó hàn hay không, nước đưa vào nó còn phụ thuộc vô cái tạng, nên cái cần là các bác dưỡng tạng thêm thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Dạ vâng, Dạ, em biết thêm ơn cái thầy gốc đó. ạ. Dạ, Dạ, ơn còn thầy con rất là số cụ thể thì nó không có đâu, tính tới hiện tại. dạ. À, tính tới hiện tại rồi, còn chính xác hơn nữa thì Vũ sẽ coi lại và nhờ thầy hướng dẫn thêm cái đó. Dạ, để hỏi là chính xác cho thầy cái. Còn cái biết của Vũ tính tới hiện tại thì đông y là con số ước lượng, Dạ. còn với tây y thì người ta có cái con số cụ thể. Dạ. Dạ. Dạ, Dạ, Vũ em hỏi cảm xong mà ơn có cái đáp án chính xác á, ngày mai sẽ thông tin thêm cho bác. Dạ, em gửi đến thầy ạ. À. Em gửi Dạ, đến thầy dạ. ạ. À. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Yeah. Rồi. Nên thông qua giao lưu cùng với bác Hiền thì các anh chị cũng có thể làm rõ thêm hàn nhiệt hay gì đó, đặc biệt là hàn đó là một trạng thái, gom chung lại là một trong những cái yếu tố mà dễ thấy nhất khi thấy người ta bị hàn á, đó là cơ thể họ uể oải, mệt mỏi, thiếu năng lượng, sức sống, nhưng khi đi khám bệnh không ra bệnh. Khi đi kiểm tra các thông số cận lâm sàng của Tây y á, không phát hiện bệnh, mọi cái đều nằm trong chỉ số bình thường, hoặc dữ lắm là nó gần gần sát cái ngưỡng báo động ra, nhưng mà người ta không có kết luận bệnh, nhưng bệnh nhân thì không khỏe. Bệnh nhân thì không khỏe, trừ cái trường hợp là hội chứng áo blue trắng thôi nha. À, hội chứng áo blue trắng là một cái hội chứng đặc biệt, thấy cái áo blue là người ta ảnh hưởng nè. À, thấy thì bệnh, không thấy thì không sao chứ, thì dễ chẩn đoán cũng nhầm. Còn trường hợp mình đang nói là đi xét nghiệm bình thường hết nhưng không phát hiện bệnh, nhưng họ không có trạng thái khỏe mạnh, thiếu sức sống, ăn không thấy ngon, ù lì chậm chạp, uể oải, cơ thể cũng nhức mỏi, thậm chí thì bóp vô thấy đau, bóp vô cái phần cơ bóp vô thấy đau nhất, nhưng xét nghiệm không có vấn đề, đó là một trạng thái của bệnh hèn. Dạ, anh chị hình dung được không ạ? À? Rồi chỉ là lấy hàn ra, hay người ta gọi là lấy lạnh, hàn hay gọi là lấy lạnh ra, thì có rất nhiều cái phương pháp anh chị có thể tham khảo thêm. À, ví dụ khi nhắc về lấy lạnh á, thì nó có hai cái phương pháp cơ bản, nó tốn tiền, và một cái phương pháp miễn phí. À, nhưng mà à, tánh người thì ngộ lắm, cái gì tốn tiền mới chịu làm, miễn phí chỉ không có làm. À, rồi, thì mình tham khảo thêm. Cái thứ nhất đó chính là lấy lạnh hay lấy hàn ở ngoại vi. Ở ngoại vi. Ngoại là ở ngoài, phạm vi bên ngoài. À, thì với trường hợp lấy lạnh ngoại vi này á, các anh chị đã dùng suốt nhiều năm tháng rồi mà chúng ta chưa biết nó thuộc cái này hoặc chưa gọi tên được thôi. Cái phương pháp mà chúng ta dùng nhiều trong những năm Covid á, nhà nhà người người đều làm á, nó là gì biết nhớ không ạ? À? Ai cũng kêu làm đó đó, ở nhà thì lỡ có bị thì nhớ nhớ làm cái đó. À, đó chính là liệu pháp. Ừ, xong. À, cái này thì mình gặp nhiều nè. Dạ, chính là xong. Đó. Quá khứ thì các anh chị thấy thời nhỏ của mình á, cứ mỗi lần mà gì cơ thể có bất thường là ở nhà nấu nồi nước vô, nấu nồi nước sôi, hay là chùm cái mền lại và khói nó ra, cái sức hãn mồ hôi ra để giải cảm. Rồi một số trường hợp đặc thù khác, tùy vào tình trạng thì người ta sẽ cho thêm cái gì đó vào trong cái nồi nước sôi đó, có thể cho thêm vỏ cam, vỏ bưởi, à, cam thảo, à, gừng, tinh dầu hay cái gì đó, vân vân, tùy vào cái tình trạng của người đó mà ta cho thêm. À, thì liệu pháp này là liệu pháp lấy lạnh ngoại vi. Rồi liệu pháp tiếp theo đó là liệu pháp chồm. Chồm cái này thì mình cũng dùng nhiều năm tháng.
À, bác kính yêu chúng ta, trong quá khứ khi mà ở hang Bác Bó vào mùa đông lạnh, bác thường dùng cái phương pháp này. Bác dùng gạch để nướng á, bác nướng gạch lên xong cái quấn lại, rồi ôm rồi đắp rồi chườm lên, để hỗ trợ cho thân nhiệt của mình cho tốt lên. Còn bản thân của gia đình Vũ hồi xưa hay là bên nội bên ngoại thì thường làm đó là lấy muối hột á, muối hạt á, cái rang lên xong cái để vô cái túi hoặc là cái khăn, cái bình chườm. Hay đơn giản hơn là mình dùng cái chai nước mắm hồi xưa, cái chai sành hồi xưa, cái mình cho nước lạnh vô, cái mình cho nước sôi vô nữa, ấm ấm, thường thì hai lạnh một nóng, ấm ấm, cái mình lấy cái chai đó mình lăn, cái mình ôm, mình đắp, mình chườm vào những mùa đông lạnh. Hình dung cái này không ạ? Rồi khi xã hội phát triển, Kenta ta có thêm cái đá chườm, đá đông y á, đá núi lửa. Rồi tiện lợi hơn, cái người ta có thêm cái túi chườm, người ta cho dung dịch vào trong cái túi, người ta may lại, người ta ghim điện lên, thì trong vòng có khoảng 5 phút gì đó là nó nóng, cái người ta lấy, cái người ta chườm. Dần dần và dần dần đã cái gì nóng đưa lên cái cơ thể nơi cần cần đắp. Rồi sau đó nâng dần lên cái người ta bắt đầu thêm các liệu pháp khác như là soi, chiếu, chụp. Thì các anh chị sẽ thấy là đèn hồng ngoại nè, đèn quang phổ nè, vân vân, để rọi vô để chiếu. Mà cái phương pháp này thì bệnh viện Tây y cũng dùng với các trường hợp là vàng da, vàng da cơ dễ sơ sinh đó, sanh xong vàng da đưa vô lòng cái hấp cái rọi đèn đó, để ấm lên. Rồi điều kiện tốt chút, người ta bắt đầu nghiên cứu thêm thảm. Thêm giường, giường đá muối nè, giường nhiệt, vân vân và vân vân. Rồi liệu pháp truyền thống, chính thống đó là cứu nè, của y học đông y và dân gian nè, hơi cứu á, dùng nhang cứu để hơi. Với nhang cứu thì hình tướng là lấy lạnh ngoại vi, nhưng với một số huyệt đạo và một số phương pháp đặc thù mồi nhảy phù hợp thì nó lại thuộc nội vi, nhưng hình tướng là ngoại vi. Rồi nó còn nhiều cái phương pháp khác nữa, miếng dán nè, rồi hỏa trị liệu nè, nằm lên cái giường cái chùm một cái thảm lên, cái đổ cồn lên, cái châm lửa. Lấy lạnh được hay chưa thì không biết, nhưng mấy người nằm ở dưới cái thảm mà đốt lửa đó, đó cũng nóng lạnh. Cái phương pháp đó phải kỹ. Rồi đây là cái mà chúng ta có thể đơn giản để hình dung. Cái tiếp theo đó là nội vi. Tức là ở bên trong, ở bên trong thì có các góc nhìn tương đồng. Ví dụ như là ở cái góc nhìn dinh dưỡng đi, ở góc nhìn của dinh dưỡng học thì một người bị lạnh, bị hàn á, thì thường nó sẽ liên quan đến, nó sẽ liên quan tới cái khoáng chất canxi nè, nó liên quan tới khoáng chất sắt nè, nó thiếu sắt thiếu canxi thì cũng dễ lạnh, nó liên quan tới vitamin nhóm B nè. Chiều sâu là nó liên quan thêm tới omega 3 nè. Và máy sấy tóc cũng được nè, máy sấy tóc thuộc ngoại vi nè. Rồi dễ thấy nhất của vấn đề dinh dưỡng ở nội vi á, đó là phụ nữ sau sanh á. Phụ nữ sau sanh thường dễ lạnh bởi vì thất thoát một hàm lượng lớn sắt và canxi.
sao xanh đó, nên đi đứng cũng khó khăn, thân gì cũng kém. Nên từ đó mà ở dân gian có thêm cái liệu pháp là nằm than á. Này thì thế hệ trước sẽ biết nhiều, nằm than nó có nhiều cái công dụng quan trọng lắm. À, nên phụ nữ sau sanh thì nhớ tới nhiệt, nhưng với nhà ống á, thì không có nằm than, nhà kính á, mà thay đó bằng nhiệt, bằng thảm, bằng giường hay bằng điện gì đó, hay bằng cái chiếu gì đó để sẽ hỗ trợ tốt hơn cho mình. Rồi với góc nhìn này, cái phát kiến thêm nữa nên là người ta dùng cái phương pháp của dân gian, người ta uống cái dầu ô liu với nước ép gừng á. À, thường người ta sẽ dùng cái đó để hỗ trợ cho ấm phổi với ấm cái tủy của họ. Họ sẽ uống vào cái thời điểm khoảng 3 cho tới 4 giờ chiều thông thường á, giờ đó đó. Cái họ ép ra một cái ít gừng. Cái nước ép gừng á, nó tầm khoảng một muỗng canh như đó. Cái họ cho thêm khoảng 10 đến 15 ml dầu ô liu dạng chất lượng cao á. Cái họ uống chung cái đó để hỗ trợ, đó là một cách. À, rồi. Đây là góc nhìn của dân gian dinh dưỡng. Còn với góc nhìn của y học đông y á, thì nó sẽ liên quan tới châm cứu và thảo dược, các phương pháp tương đồng nó nhiều lắm. Châm cứu này có phác đồ châm, à, châm bổ, châm tả, mấy khái niệm đơn giản vậy đó. Dạ. Rồi với thảo dược. Đó. Phương thang để bổ trợ thêm. À, khi nhắc về cái hàn nhiệt này á, thì trong ngành á, có thánh y Trương Trọng Cảnh á, là cái quyển sách Thương Hàn Luận của ông là luận về cái này sâu sắc, và nhiều người lấy cái đó làm nền tảng. À, quyển Thương Hàn Luận á, của thánh y Trương Trọng Cảnh, rồi từ đó ra cái bài Bát Vị. À, cái bài đó lưu truyền á, mấy ngàn năm rồi. À, và cái bài đó thì gọi là những cái bài kinh điển trong cái cổ phương, mà khi nhắc tới đông y thì ai cũng biết. À, nhưng mà trong xã hội hiện đại thì cái bài Bát Vị thường ít dùng hơn, do bị hư hàn nhiều thì thường lại dùng Lục Vị nhiều hơn. À, thì cái này khi nhắc về thảo dược hay phương thang là đoạn này các anh chị nghe thôi nha, nghe chơi thôi. Đoạn này mình nghe chơi thôi, tại nó liên quan tới dụng dược. À, thì khi cần á, thì người thầy thuốc sẽ bắt mạch thêm, rồi coi các anh chị khám lâm sàng, vọng văn, vấn thiết, người ta sẽ cho thuốc phù hợp thêm. Có thể kể tên đơn giản, đó. Ví dụ như một ai đó mà lạnh cái thận âm, tức là biểu hiện của người lạnh thận âm á, đó là họ hay tiểu đêm nhiều, à, da dẻ xanh xao nhợt nhạt, rồi lại xuất tinh sớm, à, thì người ta lại dùng cái bài lục vị, mà trong cổ phương nó gọi là lục vị địa hoàng hoàng đó, đó là dưỡng cho cái thận âm. À, nhưng với một số người á, thì lại bất ổn của thận dương thì nó sanh ra là suy nhược, rồi yếu sinh lý, lại sanh ra tóc bạc nữa, rồi tay chân lại lạnh nữa, thì thường họ dưỡng cái thận dương. Thì có rất nhiều bài, thì mỗi một thầy thuốc họ đặt tên khác nhau, nhưng tương đồng nó có thể liên quan tới như là đại bổ khí huyết nè, rồi lục vị, mỹ tố thủ ô hoàng nè, vân vân. Đó. Rồi với một số người mà bị lạnh, như lúc nãy mình nói lạnh mà dẫn tới suy giảm miễn dịch, phổi kém luôn á, thì lúc đó anh ta nhớ tới bài Bát Vị nè, cái bài kinh điển nè. À, rồi ai đó mà bị lạnh dạ dày, lạnh dạ dày rồi lạnh tỳ, ăn uống kém, thì thường người ta sẽ dùng thêm, kèm thêm với phụ tử lý trung chẳng hạn. Hiển nhiên là khi thực tiễn thì nó sẽ khác nha. À, thầy thuốc sẽ hướng dẫn thêm cho các anh chị, cái này mình nghe chơi thôi. À, rồi sau cơn bạo bệnh, sau cơn bệnh nặng, xuất viện về hay là suy nhược toàn diện á, thì cái thời điểm đó cái người ta hỗ trợ như là gì, thập toàn đại bổ nữa. Tập toàn đại bổ hay là người ta dùng toàn chân nhất khí để dẫn hỏa quy nguyên, ví dụ vậy. À, rồi một số người ví dụ như là bị lạnh cái vùng trung tiêu nè, cái vùng bụng á, cái vùng bụng này nè,
nó hơi yếu một chút, nó hơi lạnh, ăn uống khó tiêu, rồi bị trĩ, bị trĩ, bị sa tử cung, sa trực tràng, sa bàng quang, sa bẹn. Thì các trường hợp đó thì ta là bổ khí vùng trung tiêu, nó liên quan tới đó là bổ trung ích khí, vân vân. Nhưng cái đoạn này mình nghe tên chơi vậy thôi. Còn khi dụng dược thì hiển nhiên người chuyên môn sẽ giúp các anh chị sau đó. Đó. Rồi. Vân vân, nhiều yếu tố khác ha. Rồi, nhiều lắm. Đối với dược thì muôn trùng. Thầy thuốc sẽ hướng dẫn thêm cho các anh chị. Đây là số cái mình nghe chơi thôi. Còn lạnh đến nỗi mà gì, ra mồ hôi tay chân luôn. Mình ta gọi là phong thấp á. Thì Đông y có bài phong tê thấp nè, hay là bổ khí thông huyết nè, để từ đó nó làm cho khí huyết nó lưu thông mà nó điều chỉnh lại, dần dần. Cái này thì các anh chị hỏi các lương y nha, các y sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học cổ truyền, người ta hướng dẫn thêm cho các anh chị phù hợp. Thì dù là nội vi hay là ngoại vi, nếu theo các phương pháp mình vừa liệt kê, nó đều tốn kém, đều tốn kém. Nhưng có một cái nó miễn phí mà có thể giúp cho thân nhiệt của chúng ta quân bình, và mình có thể làm chủ suốt đời luôn. Nhưng mà khi nhắc tới á, ai cũng ồ à, nhưng kêu làm thì ít ai chịu làm lắm. Đổ mồ hôi da đầu tốt không? Không trả lời được, tại vì phải biết nó đổ khi nào, rồi nó đổ bao nhiêu, rồi trường hợp đổ là sao. Còn nếu đang vận động mà mồ hôi này nó ra là bình thường chứ có gì đâu. Nhưng mà giờ nào nó cũng ra thì lúc đó là nó hơi hơi bất thường thì mới dám khẳng định được, chứ hỏi đổ mồ hôi da đầu tốt hay không sao dám trả lời. Dạ rồi, vậy là cái phương pháp đơn giản nhất có thể làm chủ được khí thì nó chính thức nó sẽ giúp cho các anh chị làm chủ được nhiệt, đó chính là khí. Bởi vì khí thì nó thuộc dương, cái này thì miễn phí nè, nó miễn phí, thì tập khí để chúng ta có thể làm chủ được đó. Và quá trình tập khí này chúng ta kèm thêm dưỡng huyết, sau đó khí huyết cân bằng thì chính thức các anh chị làm chủ được cái thân nhiệt. Còn nếu giai đoạn đầu tập khí thôi thì nó sẽ nâng thân nhiệt lên, nên nâng thân nhiệt lên. Nhưng nếu tập khí suốt luôn, khí nó vượng quá mà huyết lại kém thì nó làm cho mình nóng lên. Thì mình phải hướng tới cái sự cân bằng, hướng tới cái sự cân bằng. Thì giai đoạn đầu nên tập khí, rồi từ từ tìm lại cái sự quân bình. Cá nhân Vũ thì tập khí âm dương, nên là vẫn tập khí cho nó tăng lên, nhưng cái quá trình tập xong cái mình luyện lại, mình làm cho nó cân bằng lại, cân đối lại, để nó không quá cao mà thân nhiệt của mình có thể tự điều chỉnh được. Đây là cái miễn phí. Rồi số trường hợp ví dụ như trong nội vi còn cái quan trọng nữa quên nói, đó là ai bị lạnh tủy, thiếu máu, rồi sau khi bệnh xanh xao nhợt nhạt, ớn lạnh sống lưng này kia đó, thì có thể hỗ trợ thêm cái cao băng long của Đông y. Còn với y học dân gian thì người ta dùng dầu ô liu với gừng đó. Rồi còn với thực dưỡng thì người ta dùng một số cái sản phẩm nó giàu cái omega 3, giàu chất đạm, vào chất béo để làm cho tủy được ấm lên, dược tủy. Rồi, hình dung được không? Cái đây hình dung được không cả nhà? Đó, liên quan tới thân nhiệt. Cơ thể con người có nhiệt. Bởi vì cơ thể con người là một bộ máy tinh vi. Một bộ máy tinh vi. Cơ thể con người là một bộ máy tinh vi. Mà bất kỳ cái bộ máy nào nó hoạt động, nó đều cần phải có năng lượng. Và quá trình mà nó hoạt động, nó sẽ sản sinh ra nhiệt. Nó sẽ sản sinh ra nhiệt. Cho nên trong cơ thể của con người á, nhiệt nó luôn tồn tại. Điều đó chứng tỏ rằng bộ máy đang vận hành. Cơ bản nó sẽ có ba cái nó làm, nó làm cho con người có nhiệt. Thứ nhất đó là do hoạt động của tiêu hóa. Khi ăn những cái chất dinh dưỡng vào như là bột đường, chất đạm, chất béo
đưa vào trong cơ thể, bộ máy nó vận hành lên, cái quá trình chuyển hóa đó nó sinh nhiệt, nó thải ra CO2, thải ra nước. Cái thứ hai đó là hoạt động thể chất, là cái mà chúng ta đơn giản để thấy trong quá trình vận động thì nhiệt nó sẽ tăng, và khi nhiệt tăng như vậy, cái sự thay đổi dao động lớn đó chính là ở cơ và não bộ, nó sẽ điều phối lượng nước để có thể điều chỉnh cái nhiệt độ lại cho tương đồng. Và cái hoạt động thứ ba là nhiều nhất của cơ thể mà nó sinh nhiệt, đó chính là cái chỉ số BMR. BMR là cái chỉ số gọi là chỉ số chuyển hóa cơ bản, tức là khi ở trạng thái nghỉ ngơi, cơ quan trong cơ thể vẫn vận hành. Ví dụ khi mình ngủ thì não vẫn hoạt động ở cái mức độ nào đó, tim vẫn vận hành, phổi vẫn vận hành, gan vẫn vận hành, vân vân. Vậy thì cái quá trình vận hành của các cơ quan đó đó, nó sẽ sản sinh ra nhiệt và nó chiếm tới khoảng 50 đến 70% lượng nhiệt lượng của cơ thể. Phần còn lại là vận động với tiêu hóa và các chuyển hóa bên trong của cơ thể con người có sinh nhiệt. Có sinh nhiệt, đó là lý do mình có nhiệt. Không còn nhiệt tức là nó ngừng hoạt động, ngừng vận hành. Tất cả các cơ quan bên trong cơ thể của con người nó ngừng vận hành phát một, giống như cái máy nó chết thì nó lạnh tanh lại, còn khi nó chạy thì nó sẽ ấm. Đó là lý do mình có nhiệt. Còn nội tạng bên trong nhiệt cao nhất nó nằm ở gan, bởi vì bản thân nó thực hiện hơn 500 cái chức năng. Nhưng hay cái nhờ nó cao như vậy nhưng mà ổng lại có được cái khả năng đặc biệt có thể tinh chỉnh được nhiệt độ. Giới tính cũng quyết định thân nhiệt có sự khác biệt. Tuổi tác cũng có sự thay đổi về thân nhiệt theo thời gian. Rồi thời thời gian trong ngày nó cũng có sự thay đổi về thân nhiệt. Đó. Rồi cái tiếp theo đó là trạng thái cảm xúc của con người, nó cũng quyết định ảnh hưởng tới thân nhiệt của một người. Khi nóng giận, khi cãi lộn, khi ghen tuông thì cái thời điểm đó thân nhiệt nâng cao. Nhưng khi thư giãn, nghe nhạc, thiền, vân vân, nhiệt độ lại hạ lại. Nhịp tim tăng nhanh, thân nhiệt nâng cao do sự vận hành của khí huyết trong cơ thể. Rồi, nhịp tim bình ổn, chậm rãi, thân nhiệt sẽ bình lại, chậm rãi lại, nhẹ nhàng. Nó có liên quan hết những cái công năng đó trong cơ thể của con người. Nó quan trọng tới như vậy. Dạ. Rồi. Vậy thì làm thế nào để dưỡng huyết? Thì cơ bản nếu theo khái niệm nguồn của Tây y thì được sanh ra huyết được sanh ra từ tủy, từ lá lách, từ gan, từ xương khớp, vân vân. Nhưng khi trưởng thành thì phần lớn nó nằm tại tủy. Nên cái yếu tố đầu tiên đó là có thể mình làm ấm cái tủy hàng ngày. Cái thứ hai là có giấc ngủ tốt, bởi vì máu được tạo tốt nhất khi chúng ta ngủ, và cái giờ nó hoạt động và tạo máu tốt nhất là từ giờ tí cho đến sáng, tức là từ 11 giờ đêm là bắt đầu nó vận hành và nó sẽ tái tạo cũng như quá trình tạo máu tốt nhất là vào giờ đó. Cái thứ hai, cái thứ ba đó là trạng thái của cơ thể. Khi vui vẻ máu được tạo tốt hơn, khi sợ hãi máu chết sớm hơn. Nên cái người sợ hãi cái gì thấy mặt xanh lè xanh lét, nó liên quan tới chiều sâu, đó chính là chức năng của thận. Đó là chức năng của thận. Nên chiều sâu để dưỡng huyết thì còn phải dưỡng thêm thận, bởi vì thận nó sinh tinh, tinh nó sinh tủy, mà tủy theo khái niệm nguồn của y học đông y và tây y, đặc biệt tây y, nó tạo huyết, nó mà từ đó nó dưỡng lại. Nên là làm ấm tủy, ngủ sớm, vui vẻ. Và bước tiếp theo đó là máu nó cần gì để tạo thì cung cấp thêm cho nó. Thì cơ thể sẽ báo rằng cần nguyên liệu tạo máu. Một đó là khoáng chất sắt, thì này ai cũng biết. Cái thứ hai đó là vitamin nhóm B, mà chủ yếu đó chính là B6, B9 và B12. Nhưng B12 nó lại có nhiều trong đạm động vật. Vì vậy thường là ai đó nếu ăn chay thời gian dài, người ta gọi là ăn chay trường á. Trường á, đó là dài,
lâu dài, thì một trong những cái nguyên nhân mà làm cho họ thiếu máu là thiếu hụt vitamin B12. Bởi vì lượng B12 nó có nhiều trong thịt động vật, trong thực vật rất ít. Đó là lý do mà tại sao bị thiếu máu dù là ăn rất nhiều rau. Thì khoáng chất sắt thì có thể không thiếu, nhưng mà vitamin nhóm B, đặc biệt B12 thì có khả năng thiếu. Và cái nguyên liệu thứ ba quan trọng đó chính là chất đạm, là protein. Thì người ăn chay trường, ăn lâu năm mà lại không ăn đúng cách thì nguy cơ lại thiếu máu và thiếu đạm đó. Đó. Nên là máu được tạo từ ba nguyên liệu chính, đó là sắt, vitamin nhóm B và chất đạm. À, nhưng để tạo được là phải ngủ sớm, phải vui vẻ, phải ấm tủy, à, chứ không phải uống ba cái đó là tạo đâu. À, nên có rất nhiều người vẫn uống dinh dưỡng đều đặn sau khi mà được xét nghiệm là thiếu máu, nhưng mà vẫn uống sắt, uống đạm, uống B, uống hoài, sao mà khi xét nghiệm lại nó vẫn thiếu máu, là tại vì nó trùm thức khuya. Cho nên cái thức hoài nên là đi uống hoài cũng không hết. Hình dung cái này không? Nhưng mà có rất nhiều người họ thiếu nhiều, họ chỉ cần ngủ thôi, họ ăn uống điều độ lại, thì dù là cái nguyên liệu nó cũng ít hơn bình thường, nó chưa đủ đầy, nhưng mà nhờ họ ngủ cái tổng hợp có nhiêu tạo nhiêu, nên họ lại cải thiện tốt. Hình dung ý này không ta? Các anh chị hình dung ý này không ạ? À? À, dạ. Đó, đó là cái góc nhìn tổng hợp. Hình dung được ha. Đó. Và mình phải lắng nghe cơ thể của mình nữa nghe. Lắng nghe cơ thể của mình. Khi dùng một cái gì đó nóng quá, lạnh quá, bất thường quá thì mình phải quay lại mình coi nó phù hợp chưa. Phải điều chỉnh lại, nó phải cân bằng, cái trọng điểm là nó cân bằng. Nó là để dưỡng huyết. Dạ. Còn dưỡng huyết theo đông y là phải dưỡng thêm thận. À, lục vị để dưỡng huyết đó, bà lục vị á. Dạ. À, cao băng long cũng dưỡng huyết. À, nên dùng dược là phải có người chuyên môn. À, nên đoạn mình nói về chuyên môn là các anh chị nghe thôi. À, dạ. Còn thực tiễn khi khám bệnh ta sẽ kê cho các anh chị phù hợp. Dạ. Nước, khí, lửa. Dạ. Dạ. Điện từ thì lớp nội tâm chia sẻ rồi. Bây giờ mình còn chữ thôi, đó là đất. Vô đất nữa là xong cái thân, là tới học phần của dinh dưỡng. À, cái phần thân nhiệt các anh chị còn hỏi gì nữa không? Thân nhiệt còn hỏi gì nữa không? Em muốn hỏi thầy cái chỗ mà cần làm ấm tủy ấy, thì lúc trước thầy có nói là cần dầu ô liu với gừng ấy, thì làm như thế nào thầy nhỉ? Nó có nhiều cái phương pháp ấm tủy, có rất nhiều cái phương pháp. À, thì mình coi cái nào nó thuận lợi cho mình, phù hợp thì mình làm. Cái phương pháp cơ bản nhất á, đó là mình dùng nhiệt liên quan tới vùng tủy. À, đó là mình có thể đắp đá nóng nè. À, mình có thể dùng cái máy sấy tóc, mình sấy dọc cột sống nè. Hình dung được không? Dạ vâng ạ. Rồi, về góc độ dinh dưỡng thì mình bổ trợ thêm sắt, B đạm nè, omega nè. Góc độ dân gian thì mình có thể dùng thêm gì? À, nước ép gừng với dầu ô liu. Dạ. À, còn về cái góc độ của bên đông y thì mình dùng thảo dược. Nó có rất nhiều bài thuốc tương đồng. Ví dụ Vâng. như là người ta có thể hỗ trợ cao băng long này. À, là nhung hưu á, sừng hưu á. Vâng. Dạ, thì dùng cái đó nó bổ trợ thêm còn nhiều bài khác lắm. Dạ. À, cho nên là khi dưỡng cái đó nó còn rất nhiều thứ, nhưng cái quan trọng là giấc ngủ kèm thêm trong đó. Dạ. Rồi lúc ngủ đừng để lạnh quá, nhiệt độ phòng nó phải phù hợp chút. Dạ. Vâng, em biết ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn chị. Thân À, nhà thứ thân hai. Thầy ơi, cho tôi hỏi một tí. Thầy dạy về sức khỏe là nghe thầy nói nhiều á, nhà tôi ham quá.
Dạ, quá rất mừng thầy ơi, đúng với tâm lý của tôi. Dạ, Sao tôi bà? tên Trần, dạ, tên Trần Thị Lai, năm nay 80 tuổi rồi. Mà trong người thầy ơi, sao nó lạnh quá ấy, lạnh lắm. Cách đây 8 năm thầy, thì lạnh trực bụng. Mà chưa bữa nay là 2 năm nay là toàn lạnh xu lưng nhiều hơn trước, lạnh lắm thầy ơi, lạnh lạnh chịu không nổi luôn á. Bà đang ở đâu? Dạ đang ở Mỹ, Bang nào như bà? tiểu bang New Jersey thầy. Bang đó lạnh dữ không? Dạ mấy bữa nay thì tuyết rơi mà đều trong người cứ ớn lạnh rồi ngáp thầy, ớn lạnh rồi ngáp, ngáp dữ lắm. Mà đó là thứ nhất. Thứ hai á, là thầy bù tử của thầy thì bù tử bây giờ 20 năm rồi, lúc này hắn cũng đau thầy ơi, hắn cũng đau, nhưng mà hắn là cứ một lần mà ăn có cái chất chi một tí là dầu diệp chi một tí thôi khó cả nó rửa, mà càng ngày ăn nữa mà còn chất dầu là bắt đầu ở lên thầy, còn chất ngọt cũng ở lên, uống sữa cũng cứ xịt lên á, khạc cả ngày, khạc mà chấp đam khạc không ra là bồ tử. Rồi còn hai cái chân nữa thầy, hai bên chân á là thầy biết giờ không không đi được, đi trong nhà là phải đi dép, mua cái dép cho có khứa, còn mà cô dép ra là bắt đầu là đi tới nhà hẳn có cảm giác thầy suốt ngày cứ lấy cái lược á để mà cao cao thầy ơi. Về Việt Nam mà phải mua cái mà có cái khứa thầy, order trên mạng tra suốt ngày rồi đó. Chứ thưa thầy thì thấy thầy dạng sức khỏe con gái tôi học á là tôi ham mộ quá, chứ thầy có cách chi thầy chỉ cho tôi với. Nhà cảm ơn thầy, biết ơn thầy nhiều lắm, biết ơn cả nhà giúp cho tôi với sống thêm 3 năm là thầy ơi, cảm ơn thầy nhiều. Chưa chắc dưỡng chất nhiều quá đây, Cảm vì ơn tôi bà. thì tả lắm mà toàn lại ăn rau được nhiều, mà ăn nó thì một buổi sáng thì coi như nửa chén cơm rồi rau cỏ sữa thôi, thì đồ ít Thịt cá ngày là có chỉ ăn không? có mà có ít ít thôi. Dạ cho nên vì con cứ về ăn ăn thịt đồ ăn ngán và ăn nổi, có cách chi của thiểu thuộc tí thì ông tí thay bay cho vợ chứ Cảm con ơn bác gái nó nghe rõ thầy lắm bác. cột cho rồi là coi như là để mà cột trong người á, hết lần bắt đầu bỏ máy quay khác rồi máy mà cái máy mà chạy điện nó thầy bỏ theo sổ đó, ca lui ca tới chỗ ẩm để mà ngủ á, cực ghê thầy ơi. Trước mắt giờ là bên đó mình có cái máy sấy không bà? Mày sấy thầy, sấy tóc á thầy. Đúng đúng đúng, máy sấy tóc có không? Ồ. Có thì ứng dụng cái máy sấy tóc vô cho thân, nâng cái thân nhiệt vô. Dạ. Sẵn con chỉ luôn ha. Dạ, dạ. Bối cảnh cũng đặc biệt. Thôi chỉ luôn cái này, đúng ra là gãy Dạ. tiếp. Rồi chút xíu tới chị Nguyễn Huyền nha, hôm qua giờ giơ tay nhiều đó mà thường nó quá số lượng cho nên chưa có phản hồi á, nên có cảnh đặc biệt nên là xong chị Huyền thì mình vô bài luôn nha. Cả nhà cho phép em bên đây 4 người. Rồi thì chị lại có đang nghe đó không ta? À dạ, còn đứng nghe thầy, chú ý Dạ lắm. dạ dạ vậy Tuấn, nè, có chị thầy xem dạ. cái này rồi hỗ trợ cho bác gái nha. Cơ bản mình làm thuật dân gian trước, rồi xong cái tới góc nhìn của dinh dưỡng mình bổ trợ thêm. Còn góc nhìn của Tây Y á thì cũng nên đi Dạ. kiểm tra lại cái đốt sống phần lưng á, với phần Dạ, lưng dạ. kiểm tra thêm cái đó để mình kiểm tra thêm. Cũng nên đi chụp cái phim phổi thêm. Ráng chỗ nghe ơi thầy nói nè dưỡng gặp thành thành học có thầy tôi cũng học về cái thầy gân đổi cổ cũng có, nhưng mà thương thầy mệt quá rồi đó, rồi coi như học 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 Xuyên học thay gân đỡ cốt như bà. dạ có. Cho khí nó tăng lên thì mình sẽ ấm lại
Dạ khí mình tăng cái mình ấm đó bà. Dạ. Dạ tập cái đó nha. Nhưng mà số bài giờ mình tập cơ bản thôi. Mình học khởi động Dạ. nè. Đi Dạ mình học khởi động nè. Rồi cái mình học khí nè. Nhưng mà giai à. đoạn này đừng có lăn lưng đây. Tập 12 động tác đó đừng lăn lưng nha. Dạ. Dạ. Rồi. Đây con vẽ cái này xong rồi coi hướng dẫn luôn nha. Dạ. Dạ. Rồi, tưởng tượng đây là cái bộ xương của mình nghe, cơ thể của mình. Dạ. Dạ. Rồi. Này, cái cơ thể của mình như thế này. Rồi cái con vẽ xong cái chút xíu chụp lại ngang. Dạ. Nó làm đơn giản lắm. Cái này mình ứng dụng cái máy xới tóc cũng được. Còn nếu mình có đá hay có cái bếp than gì đó mình làm cũng tốt nha. Làm cũng tốt. Hay vẽ đẹp với họa sĩ. Thì nó là họa hổ, họa bì nan, họa cốt. Nó không đúng với ông Vũ. Ông Vũ là họa cốt tốt hơn họa bì. Dạ. Rồi. Đây là cái lưng của mình ha. Rồi, cái lưng của mình. Cái mỗi buổi tối mà trước khi đi ngủ á, cái cô nhờ chị là gì nè. Lấy cái máy xấy tóc á. À, cái sấy gì nè. Thứ nhất là sấy vuốt theo hình xương cá giống như hồi xưa mà mình cạo gió đó bà. À, sấy như thế này ha. Sấy sang đây nè. Mỗi một bên như vậy đó là mình sấy tầm khoảng 5 cho tới 10 phút. Còn nếu tốt á là mình sẽ coi cái màu da. Khi sấy sấy nhớ cẩn thận nhiệt độ nha. Cẩn trọng cái nhiệt độ nó xa chút xíu. Sấy cho mình kéo ra vậy nè. Kéo ra kéo ra, mình tưởng tượng là mình đang hút ra vậy đó, cái thao tác á được chưa, tưởng tượng nó hút ra vậy nè, theo hình xương cá kéo ra. Cái da khi ban đầu mình sấy á nó sẽ bắt đầu đỏ lên, nó đỏ lên đỏ xong cái nó dịu lại xong ửng hồng lại là dừng. Ban đầu mới sấy vô nó sẽ đỏ lên xong cái nó dịu lại, nó dịu xong cái chuyển sang ửng hồng là được. À, còn nếu không có quan sát được cái đó thì cứ nhớ mỗi bên 5 phút là được. Nếu không không quan sát được cái đó thì cứ mỗi bên 5 phút là đạt. Được chưa? À, sau đó cái sấy dọc cái chỗ này nè. À, cái phần cột sống giữa nè. Cái mình dài xuống đây. Đó. Tới cái phần xương cột luôn. Còn phần tay, phần chân á. Nếu mà xuyên làm nữa thì mình cũng sấy luôn, là mình sấy ra cái ngọn chi, là sấy ra hướng sau ngón á, ra cái hướng ngón. Rồi sau đó cái mình sấy luôn cái phần ót nè, cái chỗ này nè, xoay tròn chỗ này. Được chưa? Xoay tròn chỗ này. Đó, xoay tròn cái chỗ này. Rồi, sau đó xoay ra phía trước, cái nhắm mắt lấy dùng tay che cái mắt lại, sấy cái trán. À, nhờ chị lại á, sấy cái trán cho cô thêm. Sấy vùng trán khoảng 5 phút nữa. Nhớ cứ ra mồ hôi là mình lấy cái khăn là mình lau liền. Cứ ra mồ hôi là mình lau liền. Sau đó cái mình sẽ sấy hai bên cái hạt nách. À. Cái vùng nách nè, ngay cái vị trí hạt mình thờ được đó, sấy này nè. Còn không nhớ thì cứ nhớ cái nách thôi cũng được. À. Thì mình sẽ sấy nè, cỡ hạch nách nè, đó, hạch bẹn nè,
Rồi. Bạn có G không ta? Cho lâu quá cái định cũng quên nè. Như bạn gì đúng không ta? À, có G không? Tự nhiên nó quên ngang nè. Không Dạ, dạ không gơ thôi. G Dạ. ha? Dạ, rồi. Vậy là đúng rồi. Dạ. Rồi, sấy thêm cái này nữa. Mỗi chỗ khoảng 1-2 phút nữa. Rồi là cái cô đi ngủ là được rồi. À, rồi xong á. Cái tình trạng của cô, cái tay, cái phần chân lúc nãy nói đó, thì có thể là mình ngâm chân thêm. Đó là bạn gì? Giấm nè. Dân gian trước ha. Giấm nuôi mình nó không có, cái lấy giấm ngoài chợ bình thường cũng được. Rồi gừng nè. Gừng thì mình đập cho dập ra, cũng không cần phải cạo vỏ, để nguyên vỏ cũng được. Rồi với muối hột, khoảng muỗng cà phê gì đó. Cái mình nấu lên cho sôi. Sau khi nấu sôi xong cái mình pha sôi để một tí cho nó ra hết. Cái mình pha cho nó ấm lại, cái mình ngâm chân rồi đi ngủ. À, cho nó ấm lại. Cái sau đó cái bà ngâm chân thôi. À, ngâm chân khoảng 15 phút gì đó rồi đi ngủ. Ngày mỗi ngày làm lần gì đó trước khi đi ngủ. Mỗi bữa tối, mỗi giấc ngủ mình dành thời gian cho mình khoảng nửa tiếng đồng hồ, chuẩn bị cho giấc ngủ của mình, cho cái thân nhiệt mình ấm dần lên. Đặc biệt là với các anh chị hiện tại đang ở cái vùng nào mà đang chuyển mùa, đang lạnh á, hiện tại Việt Nam mình thì miền Bắc nè, Dạ. cũng đang bắt đầu trở mùa đó, nên các anh chị cũng Dạ. có thể tham khảo thêm cái này cho khỏe. Dạ. Dạ, rồi sau đó bà nhờ chị lại á, mở rộng cái góc nhìn dinh dưỡng thêm để hỗ trợ thêm mình. Tuổi của bà trong giai đoạn này á thì dạ không có muối hột thì lấy muối thường cũng được. Dạ, muối Dạ. muối hột thì nó tốt hơn. Dạ. Dạ. Thì tuổi của bà giai đoạn này thì nhớ những cái dinh dưỡng nền tảng trước thôi, ưu tiên cho tiêu hóa trước với miễn dịch, hai cái này. Dạ. Dạ. Thì góc độ dinh dưỡng bà có thể tham khảo cái này nè. Nhờ chị lại hỗ trợ thêm là thứ nhất là đa vi chất tổng hợp nè. Dạ. Tổng hợp. Dạ, đa vi chất tổng hợp nè. Đa vi chất tổng hợp. Dạ, rồi thêm cái chất xơ nè, bởi vì tuổi này ăn rau này kia thì nó cũng tương đối chưa thuận lợi về Dạ. cái răng của mình á, chứ cái việc nhai á, thì có thể Dạ. bổ trợ thêm cái chất xơ. Rồi Dạ. hỗ trợ thêm cái probiotic. Cho cái lợi khuẩn đó bà. Dạ, dạ. Dạ, cho cái lợi khuẩn á. Dạ. 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 Rồi để hỗ trợ cho tiêu hóa tốt. Rồi bổ sung thêm đạm nè. Tại lúc nãy Dạ. hỏi thì cá thịt ăn cũng không có được nhiều á. Dạ. Thêm cái này mà tuổi của bà thì có thể dùng đạm thực vật để cho nó dễ tiêu. Dạ. Dễ tiêu hơn. Còn ăn được cá là tốt nha. Dạ, Ăn dạ. được cá là tốt. Dạ thì ưu tiên hàng đầu là ăn cá. Rồi sau đó mới bổ sung thêm cái đạm thực vật để bổ Dạ. trợ thêm nguồn đạm. Đang thực vật. Dạ, hiển nhiên là tuổi của bà thì canxi với cái glucosamine có điều kiện vẫn nên dùng nha. Dạ. Dạ, canxi magie. Ở xứ đó có ánh nắng không bà? Ồ, ít lắm thầy ơi, bữa đi là tuyết rơi lần lắm. Không bình thường á, mùa không có tuyết á. Dạ, ít nắng. Ít thì có thể tham khảo thêm đa vi chất hoặc là có vitamin D thêm á. Dạ. Dạ. Rồi nếu đủ điều kiện thì dùng hết mấy cái này. Dạ. Nếu đủ Dạ. điều kiện nha. Dạ. Còn nếu chưa thì ưu tiên bốn cái đầu tiên. Dạ, bốn cái đầu Dạ, tiên. còn có đủ hết thì quá tốt. Dạ. 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 Chứ xin hỏi thầy thêm tí nữa là kỳ bầu tử thầy mà sau cứ hành cứ ưa lên phần cuộc hai Dạ, viên mà bao tử thì bà nói chị lại á, coi lại tờ số 39 nha. Hôm trước con có số nói cái này rồi. dạ Đây, để hệ mình tiêu hóa tốt nè. Tờ số 39 nói rất kỹ hôm đó rồi. dạ dạ Dạ. dạ
Dạ thưa thầy là con gái đang mà trong người nó ngứa dữ thầy ơi, với là đi tiểu bà đêm nữa, cô cha cực Dạ bà làm mà được hiện cái thân nhiệt ấm lên là bớt tiểu đi mà. dạ. Dạ lạnh quá thì dễ tiểu thai. Dạ. Dạ còn nhớ thêm cái giai đoạn này nếu thai gân đổi cốt á chưa có thuận lợi để tập thì nhờ chị Lài hướng dẫn là cái bài thở âm dương, tập dùng con cái bài dương trước ấy, cho nó ấm dần lên trước. Dạ. Dạ thì nó Dương. cải thiện được cái tình trạng bà vừa nói, da nó cũng sẽ cải thiện lại, nó bớt ngứa. Dạ, Được thì có thể ngựa. thoa thêm dưỡng thể nha. Dạ. Dạ tham khảo thêm cái đó. Hiển nhiên là có điều kiện vẫn nên đi khám cho nó chắc. Dạ. Dạ bà con xa không bằng láng giềng gần. Em Nên cái gần tính. nhất nó vẫn là tốt nhất, dù cho ai đó kiến thức y khoa tốt nhưng mà cái gần Dạ. nó vẫn là cái xử lý cần phải cấp thiết nhanh, cũng nên quan Dạ. tâm cái đó. Dạ Cảm ơn thầy, biết ơn thầy nhiều, biết ơn dạ thầy nhiều. Ở dạ nhà để ăn dạ. Cảm dạ ơn thầy. Dạ. cảm ơn bà, chúc bà khỏe. À, tặng cái bộ xương này nha. Lần đầu lên mà vẽ cái bộ xương cho bà coi. Con họa cốt tốt hơn họa bì. Con chuyên xương khớp. Dạ. À, mùa lạnh đau khớp thì làm thế nào? Dạ anh Hùng giúp em là ngày bình thường làm, đừng đợi tới mùa lạnh mới làm, là tự nhiên tới mùa lạnh nó không đau khớp. Dạ còn lỡ đau khớp rồi thì nhớ cái phương pháp điều trị bảo tồn nuôi dưỡng theo quy trình đó mà làm. Dạ em xin phép mời chị Huyền Nguyễn. Dạ nói đi chị. Em mở mic cho chị rồi đó. À, cảm ơn thầy gọi em ạ. Dạ. Cảm ơn chị. Vâng ạ. Trân trọng cảm ơn thầy lắm lắm ạ. Trời ơi, đấy ạ. Vì là cũng được học lớp của thầy, nghe băng ghi âm của thầy đã lâu rồi. Mê lắm thầy ạ, nhưng Nào mới thấy mà cái hình thầy đúng không? vâng. Có nhìn Dạ. mình không ạ? Vâng. Nên là cũng được nghe nhiều lắm vì nó có nhiều cái vấn nạn về đường ruột, về tiêu hóa nhiều lắm thầy ạ, à, rồi xương khớp. Nên cũng đã có lần cháu con gái là cho gọi điện để thầy tham khảo, thầy cũng tư vấn rồi. Thế nhưng mà năm là đợt này là cháu nó cho học lớp của thầy. Thế là mấy buổi Dạ. đầu thì vì là mở chưa biết mở cách mở, mà chưa biết cách chia sẻ thầy ạ, à, thầy thông Dạ. cảm. Thế nên ra cái toàn có đến giờ thì các cháu chưa đi làm về, nên là cũng có một cái nghi vấn như này, là vì là mong đúng là mong được chia sẻ với thầy nhiều quá, như là mong mẹ về chợ ấy thầy ạ, à, nhưng mà về không bấm được. Alo ạ, à, thầy có nghe tiếng mẹ không ạ? Dạ, con nghe rất rõ đó bà. Vâng. Chị. Dạ. À, cách hơn một lúc chưa học cái khóa học này thì là em bị đau cái vai gáy, nhưng mà đau là đau lâu lắm rồi, nhưng lúc đau lúc không, mà cả cái bên sườn thì nó cứ nặng cái bên sườn phải đây này thầy ạ, à, cũng đã được ra kiểm tra mà cả chụp CT rồi thì gan cũng không làm sao, nhưng mà cứ nặng như là đeo một cái vật gì ấy, có lúc thì bị lúc thì không. Thế nhiều cái vai phải thì nó đau đau mọi thứ đều đau không thôi, như lần này nó rứt, dạ lần này nó rứt như rứt mủ đầu đanh thầy ạ, à. Thế nhưng mà Dạ. học mà vào lớp của thầy cũng chia sẻ quá để xem thầy tư vấn cho như thế nào, nhưng mà không biết đường chia sẻ, không biết bật chỗ nào. Thế là đành đau quá thì là con gái làm ở viện Hà Nội thì cháu là cũng tham gia về lớp học này, là chính là cái nhân mạch là cháu đã giới thiệu là vào lớp đi học với thầy ạ, à. Đấy Dạ. thế là cháu bảo là thôi mẹ lần này mẹ rức như thế mà rức đêm nó rức rức như rức mủ đầu đanh ấy, thì là thôi mẹ ra mẹ chiếu chụp, thì em có ra thứ sáu thì là chiếu chụp thì người ta cũng cho kết quả là bị có dịch mới viêm vai này, đa khớp như này thì là muộn giờ rồi, là thứ hai mới ra để tiêm hoặc lấy thuốc, nhưng mà cứ chờ để chia sẻ với thầy, nhưng mà không biết bật chỗ nào.
là nên dùng không, nhưng mà em là nói thật với thầy là em là không thích về về đời uống thuốc tây là mấy giảm đau, chỉ muốn chữa dân gian thôi. Dạ. À, thế là thứ hai, vâng, thứ hai thì cháu nó bảo là ra thì thôi này, đã ba ở viện đã hẹn thì ra ra thì đúng cái hôm đó, quá chờ taxi chờ đi xe buýt, chiếu chụp xong về thì là vẫn học được thầy ạ. Học thì hôm đi học thì là chia sẻ được thế nào lại bật lên để chia sẻ được cô gì thì đấy, là bắt đầu 6 giờ ấy cô bảo bác thầy lúc đương học thì là bắt đầu ôi uống thuốc xong thế nào nó nao đầu, coi như cứ quay cu nơ thầy ạ, coi như là bút sách vứt Như vậy cô chó vó đơn. ra cứ để. Vâng, lên giường nằm thì cứ nghe thôi, nghe không mở mắt ra thì là tắt lúc nào cũng không biết. Thế là vẫn 3 ngày thầy ạ. Thế là uống cái thuốc thì là cháu nó mới bảo là mẹ chụp lên thì con xem thì là nó có cái tác động phụ thầy ạ, say chóng mày chóng mặt, mọi khi tiền đình thì là nó phải quay cú đơ nằm nó cũng quay, như là này nó chỉ có ngồi dậy nó quay thôi. Thế nhưng mà từ ngày mà học mà của thầy mới nghe băng ấy thì là những không học được hết, nhưng mà cũng những cái động tác như thầy nói là tuần hoàn não hoặc là vỗ kinh lạc thì là lâu lắm không bị choáng váng, hàng năm nay không bị choáng váng như thế thầy ạ. Thế là một là do lúc đánh gió thì là cái cứ em mà cứ bị làm sao đấy, em cứ lấy gió là cứ đánh cái đồng trứng trắng gà với cả cái đồng bạc ấy thì Dạ nó cứ đen xì là đen bị xì cảm luôn lạnh. hả? Vâng, ôi nó Dạ đen quá thầy ạ. Thế đánh một ngày mấy lần, thế là hôm qua từ hôm qua nữa thì là xong nó huyết áp thế nào đo không biết là máy nó bị hỏng nào, lúc thì nó lên 108, lúc thì nó lên 107. Ôi dồi ôi, lên bộ thế này có một mình nhà làm sao thì thôi quay cũng không chết. Thế mà muốn chia sẻ thứ bật bật hôm qua thì lại thầy bảo hết giờ. Thế là cuối cùng là không dám uống cái thuốc 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 đau vai nữa thầy ạ. Dạ. Uống một viên mà không thôi tao nhất phát tao đau tao chịu, chứ tao giờ để chia sẻ với thầy mẹ không uống nữa. Yeah. Thế là ra viện thì họ cũng bảo tiêm nhưng mà em không tiêm, em để về chia sẻ với thầy để nên xem nó có những biện pháp gì nó tối ưu hơn để cho mình không về 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 tiêm giảm đau. Thế cháu nó bảo là mẹ ơi thế là mẹ uống cái viên giảm đau còn cái viên kia nó tác động phụ thì mẹ không uống, và tối qua là em không uống thầy ạ. Thế nhưng mà cái lúc mà chưa đi thầy ạ thì là đêm nó dứt lắm, thế là lại gan không ra nữa, đêm mới lấy rượu à lấy lá lại cứu xong rang với muối đắp, thế là cả đêm không dứt thầy ạ. Thế xong có Dạ. hôm thì rét quá không lấy được lá lại cứu thì lại lấy gừng đập ra xong là rang với muối cho tí giấm vào, thế là đắp vào thì cũng đêm không dứt, nhưng mà đến lần sau nó lại dứt quá đành phải đi khám. Thế nhưng mà từ hôm qua là em không uống thuốc giảm đau nữa mà không gì nữa, nhưng hôm nay thì không thì bôi cái thuốc họ cho thuốc mỡ bôi thôi. Em cũng để chờ thầy là xem là để tư vấn như nào để cho nó có sức khỏe nó mình nó cải thiện thêm mà mình không có cái lúc nào cũng nghĩ đến cái đau cái đớn nữa. Mà đúng là học cũng được học một lớp thầy thầy toàn ở Quảng Ninh cái tháng 6 rồi thầy ạ. Đấy, À mấy dạ cháu nó này vâng sướng lắm thầy ạ. Thế nhưng mà dạ cái tiếp thu nó chậm quá thầy ạ. Toàn dạ là cứ học đi không nhớ cũng được ngủ cũng được. Thế đúng nhiều lúc có khi băng quả đây cháu nó mua cho về nghe ghi âm hết của thầy Toàn xong đến lượt tư vấn của thầy là cứ nghe suốt, nhưng mà xong cứ nhớ được cái gì là nhớ nhưng mà vẫn cứ thích nghe đấy, tối bây giờ học rồi vẫn cứ nghe đấy thầy ạ. Dạ. Thì bây giờ vâng thầy xem có cái gì nó thầy tư vấn cho để cải thiện về cái giờ xương khớp ạ. Dạ. Cái này thì chắc là mình phải thêm khái niệm nguồn. Nhưng trước mắt giúp con Vâng. vậy nè, nhờ chị gửi cái kết quả chụp chiếu qua giùm con đi. Với lại cũng cả À. nhà thông qua bối cảnh của bác á, cả nhà cũng cẩn trọng giùm em chỗ này. Với một số trường hợp mà bị viêm á thì phải cẩn trọng cái việc dùng nhiệt. Nếu mà đang viêm mà các anh chị dùng nhiệt vào á thì vô tình À đấy. mình dùng không đúng nó lại nặng hơn. Cái ổ À viêm đấy. nó lại nặng hơn nữa. Nên với À những đấy. cái trường hợp mà đau nhất mà có viêm cái đó đó thì Vâng. để giảm đau á thì có thể chườm lạnh cho nó đỡ trước thì được. Nhưng đến lúc À này đấy. mình lại gì đưa nóng vô chườm nóng vô á rồi đắp thêm một À số cái gì nó nóng cái nữa thì vô tình cái đắp đó nó lại làm cho viêm nặng hơn nữa.
Vì Đúng người ta rồi, bác cho sĩ nên kỹ cái đó à, dùm 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 vũ cái nhớ ghi à luôn nữa ha, sưng vâng nóng đỏ đau ạ, thì chùm vâng ạ, lạnh, trường, vâng trường đại lưu học, ý những cái đó, đặc vâng biệt là ạ, tình trạng viêm thì phải cân nhắc cái đó kỹ nha, nên vô tình vâng hiểu ông tới thì chính mình làm nó sẽ nặng hơn á. vâng Kỹ à, thế cái hôm bác đó sĩ ra dùm hay bác sĩ ra bảo là không, cô về cô không được trường cái gì đâu đấy nhé. dùm Vâng. vậy Thế nhưng mà ba tối thì lại trường như thế lại không thấy nó dứt thầy ạ. thì nó viêm rồi làm nóng cho nó viêm hơn sao dứt được. Đã ta dặn rồi chưa làm mình. Nhớ lúc Vâng ạ. vậy đó đau quá chịu không nổi thì giai đoạn đó tạm thời thì mình cứ đưa thuốc vô trước, nếu mình chịu không được thì nhớ cũng đừng có cái Vâng nghĩ tiêu cực về thuốc quá, nó phải đúng đúng thời ạ. điểm đúng liều. Dạ À còn thế không ạ. có thì có thể chườm lạnh. À Dạ thế ạ. À thế rồi ạ, cho thế nhưng mà mình bây giờ thầy ạ, họ bảo là ghi là viêm da khớp nhưng mà da lúc ý thì bác sĩ lại bảo là cô ơi cô tiêm đi, cái này cô tiêm thì nó nhanh, nhưng mà em lại bảo thôi bần cùng mới phải tiêm thì bác sĩ cứ bán thuốc đấy tôi không tiêm. Nhưng mà Dạ và thì từ hôm qua bị như thế, con thì bảo là mẹ cứ uống hết đi, lại cũng không uống, cứ chờ để thầy tư vấn đã, không uống cảm thầy ơn ạ. cô tin tưởng con, nhưng mà nhớ À hôm trước nè đừng có đợi ông Vũ dạ trả lời rồi mới làm. Nhớ cái câu đó không, ôi cái người kia đợi con trả lời là đẻ luôn rồi đó. trời ơi về, ôi thôi về về thì xong bị cảm lạnh, xong nằm mấy ngày hôm nay mi dậy mi viết được, hôm qua thì viết thì vẫn còn loáng choáng, thì đến lượt chia chia sẻ thì là thầy bảo hết giờ đây này ạ. Vâng vâng thế nhưng mà cái thuốc mà viên mà giảm lau thì là vẫn cứ có uống được không hả thầy? Nên đau quá thì uống thôi chứ sao. Nhưng hôm nay hôm như tối nó mới đau, ngày nó không đau mấy thầy ạ. Dạ Thế nhưng giờ mà họ chắc là nhờ nhờ chị gửi dạ. cái pin qua cho con ấy. À nhưng mà em không biết gửi ạ. Dạ con gái của cô biết cái số Zalo hay là Telegram của con không? À, cháu nó học ở nó vào hình như cả vào lớp vít, nó đi cả học suốt ở đấy mới khóa ở đấy mà. Thế nhưng mà Dạ cháu nó lại ở bên viện mà nó ở nhà ở bên Hà Nội cơ, đây phim lại ở đây à cơ. cô Thế có tối đang mai giữ à? Dạ dạ vâng vậy thế thì mai nếu ở đang viện thì cái mã QR cũng có mà, thì cô nói với chị gửi cho con là được, à tại thế nếu ạ ở vâng viện thì cô truy cập thì chị truy cập được cái dữ liệu được mà. à thế ạ vâng dạ vâng dạ thế này nó còn thì rõ tối mai hơn nữa, gửi đó qua còn rõ hơn cô chụp cô gửi con mở nữa. con không biết mở thầy ạ. Dạ dạ nói chị gửi cho con là chị gửi được à, nếu chị làm ở Vâng. viện thì đơn giản mà. Họ cho uống chắc một viên buổi sáng này để bảo vệ dạ dày hay sao thầy ạ. Đấy còn Dạ cái mà em nó bảo là thôi thì mẹ cái viên mà mẹ bị tác động phụ loáng choáng thì mẹ không uống cũng được. Thế nhưng mà từ hôm qua thôi để cứ chờ thầy chia sẻ, không dạ uống nữa thì cứ bị đau được, không sao. Mới dạ bảo thầy ạ. Nhưng mà thầy ạ, cái lúc mà chưa bị đau này mà chưa uống thuốc này là cái hơi dạ dày mọi khi là cứ bắt đầu, thế là cũng được nghe thầy tư vấn này là ăn với cả cô cái lớp mà cô Nhành hay cô nào nói là khi là cứ 2 giờ chiều thì là ăn một bữa phụ nữa, với cả đói mà ăn trước đi thì là cái hơi nó không bị lên thầy ạ. À. Còn mọi khi rồi ôi sáng thì ra ngồi tập tập vỗ kinh lạc rồi là tập tuần hoàn não xong mà cứ chưa ăn cái gì cái là bắt đầu nó cồn ruột cồn gan thầy ạ. À. Thế bây giờ Dạ là nó đỡ, nhưng bây giờ nó lại đưa cái hơi đắng lên là thầy ạ. À. dạ Đắng 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 cứ khe lưỡi ấy mà chưa ăn, như ăn được vào cái thì lại không đắng có đấy, bị gan gì không? gan đấy ạ. Dạ Ừ, cháu nó cho đi kiểm tra gan tiêu cái chập mà cứ nặng bên sườn này này thế này, bây giờ vẫn nhiều lúc nó vẫn cứ nặng này thì là cho đi chụp CT thì bảo là cũng không phải gan, mà xét nghiệm máu cũng không phải gan à đấy thật. dạ Vâng à, thế cô nhưng mà nhờ cứ chị gửi cho con trước đi, nhưng mà gì vâng nè, nên trước khi tập luyện á, với tình trạng như cô nói đói nó bị cái đó đó thì đừng đợi đói, mình trước khi vâng tập mình có thể ăn nhẹ trước cái, hoặc là mình có thể uống cốc sữa gì đó à vâng dạ ạ cho dạ thế nhưng mà dày nó có cái làm việc trước tối cái tối đã. tối đến mà trước khi đi ngủ thì là cháu nó cũng mua các dinh dưỡng của tổ chức đấy ạ. À. Dạ Cái sữa gì uống thì, nhưng mà mấy hôm nay là mát hết rồi, mẹ mẻ bảo uống có thuốc làm đấy. hạn Alo ạ.
Thầy có nghe Dạ rõ con không ạ? đang nghe cô. Dạ. Vâng, thì làm cứ uống một cốc sữa đi ngủ thì là xong, đánh răng thì là đêm là sáng ngày ra là không cồn ruột cồn gan nữa. Đấy. Thầy Dạ mà cứ thì đói duy mà trì cứ cái uống. đó đi cô. Dạ Vâng. rồi gửi thêm Thế cho nhưng mà con cái kết quả đi, cái vâng. con xem xong cái con nhờ thêm một số bác sĩ khác tham vấn thêm á, coi mức Vâng. độ nó làm sao rồi mình tính tiếp. Vâng, xong là con có khi mai là xem biết cách nào, chỉ nhiều cái chia sẻ lắm, nhưng mà được cái là từ ngày mà học mình dỗi đường ruột chán lắm thầy ạ. À. Thế nhưng mà xong là cháu nó mua đấy, cũng hỏi qua điện thoại mình cho biết cho quả thầy rồi đấy, thầy cũng tư vấn rồi đấy. Thế là Dạ ăn gửi gửi con thì rồi hả? thì là từ ngày ấy, thế là uống cái thuốc men, uống hết 2 hộp cái lợi khuẩn thầy ạ. À. Thế là đường ruột nó cũng êm với thầy ạ. À, mà mọi khi bụng lạnh lắm, cứ lúc đêm lúc nào cũng lạnh, bụng mi lâm dâm đau ấy. Mà ngày xưa là còn cách đây mấy chục năm, còn lúc nào cũng phải buộc cái khăn mới chườm, kể cả mùa nóng cũng phải chườm ở trên bụng ấy. Nhưng mà từ ngày ấy là không 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 bị nữa, mà hai vẫn cứ chườm gan theo như thầy chỉ thầy nói đấy ạ. À. Đấy. Còn là cái uống nước thì hôm qua học là uống nước, thầy nói là trước khi thì dậy cái nó uống ngay, nhưng mà mọi khi là cứ tập xong dỗ kinh lạc rồi là tuần hoàn não xong bắt đầu mới uống thì có được không hả Dạ được, thầy? nhưng uống trước khi tập thì nó tốt hơn. À thế là tại mọi khi cứ ngồi trên giường cái là tập luôn đã, tập xong xuống mới đi uống nước. Dạ. Vâng, có nhiều cái phải hỏi mấy cả hai nữa, là cũng hay bị đi tiểu, thỉnh thoảng là cứ đi đi xong rồi buổi sáng là hay bị đi xón, thế nhưng mà lúc mà như tập này cũng đỡ hơn thầy ạ. À. Đấy, chập này Dạ, đỡ cái hơn đó này. nghiêm túc uống nước lại trước. Còn nếu nó còn xón, nó còn có một số biểu hiện khác như rát, đau, buốt nữa thì cũng nên đi kiểm tra lại. Không bị buốt ạ. À. Không bị buốt, không Dạ. bị làm sao, thì tôi cứ xong là bắt đầu nó lại cứ như lại 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 đi. Thế nhưng mà thỉnh thoảng nó bị, ngày trước thì bị nhiều lắm, nhưng cái chập tập vừa rồi là tập thì nó đỡ hơn thầy ạ. À. Dạ. Vâng, đấy còn nhưng mà dạo này là cái lưỡi nó hay đắng lắm thầy ạ. À. Cứ đói một tí là cái lưỡi nó cứ đắng khe ra, chứ nó không cồn ruột cồn gan với như như trước đấy. Dạ định Thế để đói nghe cô. và hôm Đói qua mới có thầy đắng bảo nên uống định nước để này, đói. Dạ thầy bảo uống nước trước khi ăn, là hôm nay cũng 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 bắt đầu tập từ hôm nay rồi đấy thầy dạ ạ. Và thì tội là cái tính hay quên lắm thầy ạ. dạ không sao đâu cô, làm dần dần cái mình quen à, nó thành thói Và quen thì nó sẽ thế không quên. là vâng, được học, cháu nó cũng cho đăng ký là học lớp thầy Toàn là cái chập tháng 6 cũng học trên này, nhưng mà lúc ý thì mạng không có mà chưa biết mở. Trời ơi, cứ buổi được buổi cái thầy ạ. À. Lúc được chia sẻ thì lại hết đến hết lượt. Cái không chưa biết làm. Thế đâm ra là cháu nó bảo mẹ bây giờ mẹ học đi thì là buổi sáng để học tập cái lớp thay gân đổi cốt đấy thầy ạ. À. Thế là Dạ. nhưng mà vì là cái Dạ. mới có sinh năm 57, mới có hơn 60 nhưng mà vẫn cái tính là hay quên thầy ạ. Dạ. Nhiều khi sang bảo các cháu mình bảo cô nó rồi, bà ơi bảo mãi bà vẫn thế, ừ mày cứ dạy bà. Bảo là Dạ. không ai rồi. Vâng ạ. Dạ. Vâng. Vâng, thế tư là còn 5 buổi nữa thì là cũng còn phải để giơ tay để hỏi thầy nhiều, tư vấn cho nhiều việc, thì mai là cháu em nó gửi cho thầy, thầy tư vấn cho em nhá. Dạ Vâng, dạ chị gửi cho con vâng. cái con xem lại, con gửi lại cho bác. Vâng ạ, vâng, dạ biết dạ ơn thầy. dạ Đi là cũng gặp cả thầy Phụng, rồi là cô Nhành, rồi bao nhiêu các cô với cả thầy, các thầy Sơn ở đây tập ở cái chập ở Quảng Ninh, vui quá thầy ạ. dạ đợt đó con Rất đi là công tác con không có ra được. vâng, thì lại nhầm, lại ra lại nhầm thầy Sơn mới thầy lại bảo thầy ơi, thế là cũng bao lần gọi điện thầy tư vấn xong lúc À, vậy là không xong chừng gọi thầy Sơn không đó. vâng Dạ lại nhầm không chừng là gửi gửi xưa tới giờ thầy Sơn không chứ mấy thầy Vũ. Dạ tại vì cháu dạ cho điện thoại gọi để thầy tư vấn cái chập đi về đường ruột mà với cả dạ dày, thế dạ là luôn thầy trong lúc nhầm nhầm thầy Sơn trong lúc lỗi trước rồi, thế thì thầy Vũ. dạ Vâng ạ. Vâng, thế cảm dạ ơn thầy năm nào nhé. Vâng ạ. Vâng dạ ạ. cảm ơn cô. Vâng ạ. Dạ rồi, như lúc nãy mình nói là tới cô Huyền xong thì mình tới bài mới, cho Vâng. nên chị Dung giúp em cuối giờ nha, hoặc là đầu giờ ngày mai. Dạ em cảm ơn chị.
Rồi mình giả lao một tí nha, rồi mình sẽ tiếp tục nội dung. Dạ. Đặt chỗ nào? Dạ. Rồi. Chúng ta tiếp tục nội dung tối nay. Sau khi chúng ta xong phần nhiệt rồi, phần tiếp theo còn lại chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ. Dạ. Rồi, để làm rõ điều này, chúng ta sẽ lấy một cái khái niệm nguồn để dẫn dắt vào nội dung. Dạ. Đây. Các anh chị giúp đỡ Vũ á, các anh chị vẽ ra một cái hình ảnh, nó là một cái cây. Dạ. Các anh chị vẽ ra cái hình ảnh cái cây giúp Vũ. Ngài. Sau khi vẽ được cái cây rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau giải một số cái nghi vấn sau để làm rõ cái nội dung mà chúng ta sẽ chuẩn bị giao lưu. Dạ. Cả nhà giúp đỡ Vũ. Khi nhìn vào cái cây này, thì theo các anh chị, để cái cây này có thể tồn tại và phát triển thì nó cần điều kiện cơ bản nền tảng nào? Nó cần điều kiện cơ bản và nền tảng nào? Dạ. Nó cần điều kiện cơ bản nền tảng nào để cái cây này nó có thể sống, có thể tồn tại và phát triển? Dạ. Đất và nước ạ. Dạ. Cảm ơn cô. Đất nước. Đất nước phân bón. Dạ vâng. Dạ. Đất nước ánh nắng không khí. Dạ. Thổ nhưỡng. Khí Dạ. nước dinh dưỡng. Rồi. Cảm ơn các anh chị đã phản hồi trên khung chat. Cảm ơn cô Hà Hoàng. Dạ. Dạ, tinh thầy Rồi. ạ. Chúng ta có thể đơn giản hóa bằng hai cái. Đó là cái trên mặt đất và cái dưới mặt đất. Cái cây này sống được, cái yếu tố đầu tiên, nếu là ở dưới mặt đất á, thì đầu tiên là cái rễ của nó có hút được nước hay là không, là cái đầu tiên. Tức là hàng ngày cái cây này nó có tiếp nhận được nước không? Cái thứ hai là cái bộ rễ này nó có thể hút được dinh dưỡng bằng chứng đơn giản là chúng ta sẽ thấy đất đai bạc màu thì cái cây nó không có phát triển được, mà đất đai màu mỡ thì cây nó sẽ tốt. Vậy thì khi đất đai nó bạc màu thì thường người ta sẽ cải tạo nó, người ta có thể bón phân thêm cho nó dần dần. Thì cơ bản là ở bên dưới có hai điều: một là nó phải hút được nước, hai là nó phải hút được dinh dưỡng. Thường mình bón phân là đạm lân kali. Dạ, trong nông nghiệp thì mình sẽ rành thêm cái này, rành hơn cái này. Đó là ở phía dưới. Còn ở phía trên thì như thông tin các anh chị vừa nhắn, cái đầu tiên là bản thân của nó phải có oxy cái đã. Cái cây này nó cũng giống như con người thôi, nó cũng hít oxy và thải CO2 y chang mình chứ không có gì khác. Nó chỉ trừ một cái trường hợp là bắt đầu ban ngày có thêm ánh nắng. Đó, ban ngày có thêm ánh nắng. Và dưới cái tác dụng của liệt dục diệp lục tố, thêm cái này
Diệp Lục. À, thì nó sẽ diễn ra một cái quá trình mà chúng ta đều biết, đó là cái quá trình quang hợp. À, và xong cái quá trình này rồi thì nó mới làm ngược lại, đó là hết CO2 và thải oxy. Còn bình thường nó cũng hết oxy thải CO2. Nên trong khía cạnh về dưỡng sinh á, các anh chị sẽ biết là trong phòng ngủ thường sẽ hạn chế để cây cối trong đó. Bởi vì ban đêm nó cũng giống như con người vậy đó, nó cũng hết CO2, thải oxy. Nên một số các bệnh lý liên quan về tính chất công việc á, ví dụ như là cạo mũ cao su rồi nè, thường là sáng sớm khi mặt trời chưa lên, lượng công nhân ra cạo mũ cao su á, so với nguyên cánh rừng cao su thì ít hơn. Nên thường là cái gì, ai làm cái nghề đó, chúng ta sẽ thấy làm cái nghề đó thì thường á, có khả năng đó là dễ ảnh hưởng tới thiếu máu não, mà cái khởi đầu của đó là do thiếu khí mà sanh ra. À, tức là nguyên một cánh rừng cùng với một nhóm người, à, thì cái lượng không khí á, cái cánh rừng đó nó dùng nhiều hơn, à, rừng cao su á. Nên một trong những cái tính chất gọi là bệnh nghề nghiệp á, thiếu máu não á, thường là những anh chị làm cái nghề đấy nó tỷ lệ cao hơn. Đó, dần dần rồi. À, nói chung là cái cây nó cần không khí để có thể tồn tại sống phát triển. Cái tiếp theo là cái cây này nó cần thêm cái nhiệt độ. Đơn giản là mình lấy cái cây hoa anh đào tại Nhật đem về Việt Nam trồng á, thì nó cũng không có ra hoa đẹp giống như bên Nhật. À, ngược lại lấy cây bông bụp của Việt Nam đem về anh trồng thì nó cũng không đẹp như tại Việt Nam. À, vấn đề thổ nhưỡng như các anh chị nhắn, à, nhiệt độ là một trong những cái yếu tố. Rồi, vậy thì cơ bản nó cần gì? Nước, dinh dưỡng, nhiệt độ, oxy, không khí. Rồi, sau đó một cái yếu tố phụ mà các anh chị sẽ thấy nè, đó chính là cái cây này nó phát triển tốt hay không, nó còn phụ thuộc thêm một cái yếu tố này nữa. Đó chính là sự chăm sóc. Mà yếu tố chăm sóc này á, nếu đơn giản hóa, chúng ta sẽ thấy chăm sóc hai cái. Một là chăm sóc về vật chất. Chăm sóc về vật chất là có tưới nước bón phân hàng ngày thêm cho nó không? Thứ hai là chăm sóc về phi vật chất, là chăm sóc về phi vật chất. Có dụng tâm không? Anh chị có thể làm một cái ví dụ để thấy rõ cái sự khác biệt của chăm sóc phi vật chất. Cùng một giống cây, cùng một chậu hoa, à, cùng là cái giống đó, có hai cái chậu hoa tương đồng, ví dụ hai chậu hoa hồng đi, các anh chị lấy hai chậu hoa hồng giống giống nhau, nguồn đất giống nhau, à, chăm sóc vật chất giống nhau, tức là hàng ngày cứ tới giờ là tưới nước y chang nhau, à, rồi thỉnh thoảng bón phân y chang nhau, mọi thứ đều tương đồng, nó chỉ khác có một việc thôi, đó là một cái chậu á, cứ mỗi lần tưới nước bón phân thì mình nói lời, à, khích lệ động viên, à, nói lời ngôn thí cho cái cây đó, à, nói lời yêu thương. Còn một cái cây thì nói lời ngược lại. Để theo cả nhà, qua thời gian, cùng một giống cây, cùng một yếu tố chăm sóc phi vật chất, nhưng cái kết quả hiển lộ của hai cái cây đó khác nhau. Khác không? Theo các anh chị nó khác nhau. Dạ. Đó. Nó khác nhau do cái yếu tố phi vật chất nó tác động. Hình dung ý này không? À, vậy thì yếu tố đó nó sẽ tác động lên điện tử, nếu nói đơn giản hóa lại. Bởi vì cái cây là thực vật thì chúng ta thấy về vật chất nó cũng cần năm cái điều kiện cơ bản như lớp thân của con người, đất nước, khí lửa, điện tử. À, nó cũng tương đồng. Thì mình sẽ mở rộng ra một chút cho đơn giản hơn để dẫn dắt vào nội dung của đất. À, thì mình lấy cái cây này nè, cái mình mô phỏng, mình tưởng tượng, mình hình dung như một cơ thể con người.
như có cơ thể người. À, như có cơ thể người. À, thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng cái ông này ông muốn tồn tại, ông muốn phát triển, ông muốn sống được, thì cái đầu tiên là ông phải thở trước nè, đúng chưa? Cái thứ hai ông phải uống, là tượng trưng cho nước. Cái thứ ba là ông phải ăn, thì đây chính là dinh dưỡng. Dinh dưỡng. Rồi, sau đó ông cần phải có thân nhiệt duy trì thì ổng mới ổn được. Thân nhiệt có vấn đề thì ổng cũng bất ổn. Và tiếp theo thì bản thân cũng phải có sự chăm sóc, và nó cũng tương đồng hai yếu tố trên, vật chất phi vật chất. Thì cơ bản đó là tinh thần, thể chất, xã hội, ba cái yếu tố tương đồng của người này hàng ngày chăm sóc để có sự khỏe mạnh tốt hơn. Thì cần chăm sóc yếu tố tinh thần nè, xã hội nè, thì trong các khía cạnh chúng ta chia sẻ mấy hôm nay thì tương đối nó đã đủ đầy. Nó chỉ còn là đúng có một khía cạnh này lễ tố đất thôi, là dinh dưỡng. À, thì mình sẽ phát hiện rằng có người có thể gì nhịn ăn có phải 7-8 ngày, cả tuần lễ, cả tháng, có thể cũng không chết, nhưng mà chưa phát hiện cái người nào có thể nhịn uống cả tuần cả tháng vậy. À, lại càng không phát hiện cái người nào có thể nhịn nhịn thở được cả tuần cả tháng vậy. 10 phút thôi đã là một cái phi thường. Nín thở. Dạ. Có nghiên cứu là có cái ông đó đó, ông nín thở được 10 phút. Rồi từ đó về sau ông không còn thở nữa. Nên mới thấy là khí nó quan trọng như thế nào. À, thì điều này chúng ta đều biết rồi. À, cho nên trong cái yếu tố này, à, chúng ta sẽ không phân tích sâu nữa, mà chúng ta sẽ cần gì? Phân tích thêm cái yếu tố dinh dưỡng, yếu tố ăn. À, thì trong cái yếu tố này có một cái khái niệm mà chúng ta sẽ cần làm rõ thêm cái chỗ này. À, cái này thì để xem, cũng không nhớ là hôm trước có chia sẻ chưa, hình như là chưa. Nếu chưa thì mình sẽ dùng thêm cái khái niệm này để chia sẻ với cả nhà. Anh chị đợi cho phép Vũ khoảng 2 phút nha, Vũ sơ lược lại nhé. Rồi. Ok. Rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ dẫn dắt vô chỗ này. Đây. Cả nhà phối hợp với Vũ trong nghi vấn này. À, theo các anh chị thì con người có cần thuốc không? Cái mình làm rõ lên cái nữa. À, theo các anh chị thì con người cần thuốc không?
Dạ. Cần không có. Dạ. Dạ. Nếu mình nói con người cần thuốc thì cần khi nào ạ? Cần khi bất ổn về thân thể. Dạ. Khi bất ổn. Dạ. Điều trị tùy trường hợp. Dạ. Bất ổn. Cụ thể một chút, người ta có thể dùng cái hình tướng đó là gì? Khi bệnh thì cần thuốc. Ông bà hay nói là đói ăn rau đau uống thuốc. Có nghe câu này chưa? Đói ăn rau đau uống thuốc. Cả nhà có nghe câu này không? Dạ. Ngài, vậy thì về mặt tổng thể á, và về mặt định hướng của xã hội, các anh chị sẽ thấy đó là con người cần thuốc khi có bệnh tật. Cần thuốc khi có bệnh tật. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là con người á, có muốn mình bệnh không? Con người có muốn mình bệnh không? Câu này quan trọng nha. Con người có muốn mình bệnh không? Không. Không. Tùy. Dạ không. Chỗ này quan trọng lắm nghe. Thấy cái câu hỏi khơi khơi vậy nó cực kỳ quan trọng cái chỗ này á. Dạ. Có muốn bệnh. Đó. Ngài. Muốn bệnh để nghỉ học. Đó. Thấy chưa? À. Kỹ chỗ này nghe. Dạ. Muốn mình khỏe. Ngài. Các anh chị xuống hàng. Các anh chị đánh cái dấu sao giúp vũ chỗ này. Chỗ này cẩn trọng chút xíu. Hiển nhiên khi một người mong muốn khỏe mạnh thì họ sẽ không muốn bệnh. Nếu nhận thức của họ nâng lên trong cái khía cạnh của sức khỏe. Nhưng thông thường đời thường cái chỗ này các anh chị cẩn trọng một chút xíu. Các anh chị có thể ghi vô câu nói này. Đó là cẩn trọng cạm bẫy nội tâm. Cẩn trọng cạm bẫy nội tâm. Cẩn trọng cạm bẫy nội tâm. Vô tình chúng ta là người tạo ra người bệnh trong gia đình. Cẩn trọng cạm bẫy nội tâm. Vô tình chúng ta là người tạo ra những người bệnh trong gia đình. Mở ngoặc. Thông thường là người lớn và trẻ nhỏ. Thông thường là người lớn và trẻ nhỏ. Thông thường là người lớn và trẻ nhỏ. Chỗ này chúng ta sẽ phát hiện nè. Chỗ này chúng ta sẽ phát hiện đó là đa số hoặc là với một số cái trường hợp đặc thù á, do tính chất công việc, cái đam mê công việc quá, cái thường là ít có thời gian bên con cái, ít có quan sát cái sự trưởng thành của con, phần lớn là dùng tài chính để thuê người chăm sóc quan tâm. Nên thông thường khi con có cái gì đó mong cầu, cái gia đình đó chưa có đáp ứng được, cái bất chợt một ngày nào đó cái con phát sinh ra vấn nạn, trong trường hợp này là bị bệnh. Và khi con bị bệnh rồi, cái cuống cuồng lên cái sắp xếp công việc để về chăm con. Có một số người viết đơn xin nghỉ việc, tạm thời, thậm chí tạm thời xin nghỉ công việc để về chăm con. Và cái quá trình mà về chăm á, cái quan tâm con nhiệt tình hơn lúc bình thường. Lúc khỏe thì ít quan tâm, nhưng lúc bệnh quan tâm rất nhiệt tình. Và lúc này cái con đòi hỏi cái gì đó không biết, nhưng mà lại đơn giản để đáp ứng. Gần như đổi gì cũng cho trong thời điểm này. Thấy thương, thấy tội nghiệp, thấy con bệnh thật. Rồi lúc này cái một lần trôi qua không có vấn đề,
nhưng bắt đầu lần thứ hai bệnh cứ lặp lại một lần nữa và cứ liên tục như vậy hết lần này đến lần khác, vô tình kiến tạo hình ảnh trong tâm trí của con, đó là hình như bệnh thế sướng hơn cái ta, thì hình như bệnh cái ông bà về thăm, hình như bệnh cái đòi cái gì cũng được, bệnh đã hơn ạ. Cái dần dần sinh ra cái cảm giác là con muốn bệnh, thì vô tình cái cách đối đãi không phù hợp của chính mình lại là người tạo ra những người bệnh trong gia đình. Trường hợp thứ hai là ông bà cha mẹ lớn tuổi cũng giống như vậy, thường ngày điện thoại thì gần như không thấy nói chuyện, nói vài ba câu thì thôi, nói cho có lệ, nếu có thì cũng hỏi thăm qua loa, sao khỏe, ba khỏe không, mẹ khỏe không, công chuyện bằng ăn sao rồi, hỏi thăm có khoảng chừng 5 6 câu 10 câu gì đó, nói chưa tới 1 phút nữa 2 phút nữa là tắt cái điện thoại à. Cái khi cái ông bà bất ổn sức khỏe, cái cuống cuồng gần như sắp xếp hết mọi thứ quay về để hỗ trợ, để chăm sóc, chăm nom, chăm lo, và làm riết vô tình lại tạo cái hình ảnh trong tâm trí cho người lớn tưởng lớn tuổi, đó là hình như mình bệnh cái nó về, mình không bệnh cái nó không có về. Nên nhiều trường hợp trong cuộc sống các anh chị sẽ thấy ba mẹ muốn con về, cái nói với hàng xóm, nó điện cho nó giùm tôi, nó ba má mày bệnh rồi kìa. Hiểu ý này không ta? Có gặp trường hợp này nhiều không? Cậu ba, cậu út, cậu bảy điện, sao giờ này mới chưa về? Ba má mày bệnh đâm rài, không ai lo. Ông sợ mày lo, ông không nói. Tao qua tao thấy ông nằm một chỗ, cái giả bộ nói dốc vậy đó. Cái cuống cuồng sắp xếp hết công việc về tới nhà. Hình dung ý này hơn ta. Thì nếu không khéo trong cách đối đãi, trong cái góc tinh thần mà không có phù hợp cái chỗ này, thì vô tình ai đó lại trở thành người tạo ra những người muốn bệnh trong gia đình. Nên cẩn trọng cái chỗ này. À, hiển nhiên khi một ai đó họ có nhận thức tốt về sức khỏe thì không muốn bệnh. Nhưng bình thường nếu như chưa nâng cái nhận thức lên mà lại được đối đãi theo cái khía cạnh, theo cái trường hợp mà chúng ta vừa trao đổi, thì có khả năng lại tạo lên những người bệnh trong gia đình. Thì chỗ này là mình cẩn trọng ta. Còn thực tiễn cuộc sống đời thường, khi đủ nhận thức và quan tâm sức khỏe thì rõ ràng hỏi ta có muốn bệnh không, ai cũng nói là tôi không muốn bệnh. Nhưng quy luật à, nhưng quy luật của cuộc đời chúng ta đều biết, sinh lão bệnh tử, quy luật đó thì ai cũng trải qua. Chứ chẳng qua là nếu ai có biết cách dưỡng sinh thì cái bệnh đó đó nên là bệnh lão thôi, nhẹ nhàng nó qua đi. Còn không khéo thì coi chừng chưa kịp lão đã bệnh, nếu trong cái cách đối đãi nhân sinh, trong cái cách ăn ở đời thường, trong cái cách sinh hoạt, trong lối sống, dần dần. Và bởi vì như vậy, bệnh là một trong những cái quy luật của cuộc sống. Cho nên thuốc ra đời để đáp ứng cho quy luật đó. Thuốc ra đời để đáp ứng cho quy luật đó. Ừ. Nhưng chúng ta xem lại thì mình lại phát hiện rằng một người là dù đang bệnh hay đang khỏe mạnh, một người dù là đang bệnh hay là đang khỏe mạnh thì chúng ta đều thấy một điều, mỗi ngày họ đều có ăn uống. Đúng vậy không? Có phải là mỗi ngày đều ăn uống không? Nếu một người bệnh mà ăn uống phù hợp, ăn uống tốt thì sẽ nhanh có lại sức khỏe. Nhưng nếu một người đang khỏe mạnh mà ăn uống phù hợp thì khả năng họ sức khỏe họ kéo dài, hạn chế bệnh tật. Đúng vậy không cả nhà? Dạ. Rồi, vậy Dạ. thì mình rà soát lại. Nếu đúng vậy thì cái chuyện ăn uống này là cái chuyện của ai? Ăn uống là chuyện của ai? Của chính mình. Ăn uống là cái chuyện của chính mình. Còn thuốc là cái chuyện của ai? Của bác sĩ. À, thuốc là cái chuyện của người có chuyên môn, của dược sĩ, của y sĩ, của bác sĩ.
nhưng các anh chị có phát hiện đó là con người rất lạ, cái chuyện của mình thì gần như không có quan tâm, không có tìm hiểu, nhưng mà tối ngày cứ tìm cái chuyện của người ta, có thấy không? Dạ. Có thấy thực trạng nó vậy không? Dạ đúng ạ. Cứ hỏi thuốc nào tốt, thuốc nào hay, thuốc này sao, thuốc kia làm sao, họ riết những cái cuối cùng cái chuyện ăn uống là cái chuyện của mình thì gần như không ai hỏi, trong khi cái chuyện ăn uống là cái chuyện mỗi ngày. Vậy thì nếu như một người biết cách lo cho cái chuyện của mình là cái chuyện ăn uống mà tốt thôi, mỗi ngày ăn uống đều tốt, đều phù hợp, tương đối ổn, thì có phải cái sức khỏe của họ kéo dài, hạn chế bệnh tật Dạ đúng ạ. không? Nhưng mà mình là tối ngày lo chuyện của người ta, chuyện của mình thì mình không có lo. Có lấy gì không? Vậy nếu như một ai đó mà nghiêm túc học tập điều này, một lần học nghiêm túc, ăn đúng uống đúng, ăn đủ uống đủ phù hợp, thì có phải là sức khỏe của họ đã có thể thay đổi chưa? À, toàn diện hay chưa thì mình chưa dám dám hứa, nhưng mà đã thay đổi so với trước đây không, nếu ăn uống đúng? Dạ đúng ạ. Dạ, vậy thì nên chăng một lần trong đời cũng nên nghiêm túc học tập về sức khỏe, mà đặc biệt ở đây đó là nghiêm túc học tập về về ăn uống. Đây, cái này nó cực kỳ quan trọng, nên cũng nên nghiêm túc một lần, học một lần xài một đời, và nếu tốt nữa thì trao trao lại cho thế hệ sau cái cách ăn uống cho phù hợp. Cái này cực kỳ quan trọng. Thường thì các anh chị thấy ăn uống xã hội theo điều gì? Khi nhắc về ăn uống á, thường phụ thuộc vào cái gì? Một người lựa chọn thực phẩm á, thường dựa trên các tiêu chí gì? Hay ăn uống hàng ngày trên các tiêu chí như thế nào? Thực phẩm là chất lượng, thực phẩm là Dạ, chất. thì đi lựa thì mình nói đơn giản là như vậy, nhưng thực trạng cuộc sống các anh chị sẽ thấy nè, ăn uống hiện tại bây giờ nó có một số xu thế đơn giản như nè. Cái dễ thấy nhất đó là gì? Ăn uống theo sở thích. Bằng chứng rất rõ nét là cứ mỗi lần đi chợ, các chị sẽ quay lại hỏi con, chồng, mẹ, hôm nay thích ăn gì, con thích ăn gì, anh thích ăn gì. Đúng vậy không? Dạ đúng. Ăn theo sở thích. Dạ, nếu cái thích đó mà đúng thì khỏe, thích đó mà không đúng thì bất ổn. Rồi, đó là dạng thứ nhất. Cái dạng thứ hai là ăn phụ thuộc. Ăn phụ thuộc, không quyết định được. Má nấu cái gì, ăn cái đó. Vợ nấu cái gì, ăn cái đó. Hình dung cái này không? Ăn phụ thuộc. Vợ nấu xong hỏi ngon anh à, thì các anh chị đều biết câu trả lời rồi. Có ai mà dám trả lời nó đâu có ngon không? Có ai dám trả lời nó không ngon không? Có ông chồng nào có dũng cảm đó không, nói nghe. À. Không, không được Dạ. ăn. Thử trả lời không ngon thử ra. Dạ, có chị vợ đó đó. Có chị vợ đó đó, cái nấu ăn không ngon, may mà chồng cố gắng ăn, nhưng ngày nào ổng ăn á thì thì ổng cũng nhăn mặt, thì bà vợ bà thấy vậy rồi, bà biết ổng chê rồi nhưng mà không ra tiếng thôi. Cái bà vợ bà nói là từ ngày mai em sắp xếp mỗi buổi tối em đi học nghe. Vậy em tin là mỗi em học xong cái này thì cả cuộc đời anh sẽ không còn cái cơ hội chê em nó ăn dở nữa. Cái ông chồng ông mừng quá. Ông quá trời ông mừng, nói vậy hả, em học đi, em học đi. Cái nhớ chực lại quay hỏi, nhưng mà em học cái gì? Em đi học võ. Bà trả lời tỉnh vơ, nó em đi học võ. Chứ không phải đi học nấu ăn. À, thấy nước đi cao cơ không? Hãy
Dạ, yeah. Cái đó nói vui thôi. Dạ, yeah. Rồi, đó là dạng thứ hai. Dạng thứ ba thường thấy ở sinh viên là nhiều. Đó chính là ăn theo túi tiền, ăn theo tài chính. Với sinh viên của Vũ thời xưa, cá nhân nhóm của Vũ á, cứ mỗi lần mà có tiền thì mua thùng mì để trước rồi tính gì tính. Tính gì tính. À, nhưng vô tình một trong những cái điều mà ăn uống không phù hợp đó, thì các anh chị sẽ phát hiện có những cái rất đau lòng trong tương lai. Có nhiều trường hợp lắm, Vũ chứng kiến cũng rất nhiều. Cá nhân mình là phước báo cho nên là sức khỏe nó còn được tới giờ. Nhưng rất nhiều người bạn và rất nhiều trường hợp trong cái quá trình mà Vũ học tập đó, đó là do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, là cái yếu tố về vật chất, cái hình tướng mình thấy. Nhưng yếu tố chiều sâu bên trong á, là bởi vì cũng không biết cách ăn uống cho phù hợp, ăn ba loa, ăn cho qua ngày là chính. Thì ăn riết cái cuối cùng bất ổn một điều, cái sức khỏe nó suy dần qua thời gian. Rồi tới cái ngày mà tốt nghiệp ra trường á, cầm cái bằng tốt nghiệp, đáng lý ra là cánh cổng cuộc đời nó sẽ mở. Nhưng bởi vì ăn uống trong suốt 4 năm đại học ăn không phù hợp, thì 4 năm vừa tốt nghiệp ra trường không chỉ nhận cái bằng tốt nghiệp mà còn nhận thêm cái hồ sơ bệnh án. Mà cái hồ sơ bệnh án đó nó lại là những căn bệnh nan y. Thì vô tình vừa nhận cái tấm bằng cánh cổng vừa mở thì tấm bằng thứ hai đó là bằng bệnh tật, đó đã khép lại. Rất nhiều người trên ghế nhà trường học từ năm 3 rất là giỏi thôi, thì đã được các công ty người ta đã nhận làm, chỉ còn chờ ngày ra trường là chính thức thôi. Nhưng khổ nỗi cái ngày ra trường cũng là cái ngày người ta tuyển nhân sự mới, bởi vì sức khỏe không đảm bảo. Đó là những trường hợp mà chúng ta nhìn thấy được nếu không quan tâm từ cái ăn uống đơn giản đời thường. Nhưng điều này thì giới trẻ, tuổi trẻ thường chưa có nhận thức. Thường chưa có nhận thức điều này. À, cá nhân Vũ hồi xưa một tuần mà không có hai ba gói mì là chịu không được. Nó quen và nó gần, tại vì trong mì á, mì ăn liền nó có chất gây nghiện. Nó có Rồi. chất gây nghiện. Cho nên ăn xong á, ngày nào cũng vậy, nó cái thứ thiếu cái gì đó. À, nhưng mà đâu có biết đó là thói quen xấu. Nếu biết đó là thói quen xấu thì làm gì người ta ăn? Người ta thấy nó ghiền, nó ngon. Rồi cái cuối cùng ăn riết theo quá trình, theo thời gian. Thì các anh chị biết cái gì bào riết nó cũng mòn. Giống như giọt nước làm mòn đá. Nó đâu phải là vì sức nặng của giọt nước, mà là vì tần suất lặp lại của giọt nước. Nhưng cái sự kiên trì không đúng chỗ và bởi vì cái nhận thức về ăn uống không phù hợp, cho nên sự kiên trì đó đã mang tới cái kết quả chưa phù hợp như kỳ vọng của chính họ. Một ngày không có gì, 2 ngày không có gì, nhưng 1 năm, 2 năm nó sẽ có sự bất ổn. 5 năm, 10 năm thì nó sẽ còn có những cái yếu tố khác nữa. Nên ăn uống là một trong những điều cực kỳ quan trọng, bởi vì lặp đi lặp lại hàng ngày. Nên con cái nếu có bối cảnh ở nhà, trong cái quan niệm số 4, sức khỏe đến từ nhà bếp, thì cái đất, cái ăn này, đó chính là cái số 1 là dinh dưỡng. Rồi phải đi kèm với cái số 2, đó là cái thói quen. Và cái không khí gia đình thì mình nói rồi. Nhưng cái thân nó khỏe mạnh, nó phải có cái nguồn nguyên liệu phù hợp. Nhưng mà nguồn nguyên liệu hàng ngày đưa vào nó không phù hợp thì nó xây cái gì đây? Thì sao nó xây? Nếu có xây thì nó cũng xây tương đồng với nguyên liệu đó. Đúng vậy không? Sao xây cái khác được? Nguyên liệu gì thì xây cái đó thôi. Cho nên sau quá trình nó trổ quả ra thì đó là điều mà phải gánh lấy. Nên ăn uống là một trong những cái phải bắt đầu nâng nhận thức lên, bởi vì nó lặp đi lặp lại hàng ngày. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, thậm chí có người còn ăn tối nữa. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, có người còn ăn tối, có người còn ăn vặt. Mà đa phần những thức ăn vặt hiện tại bây giờ, đó là một trong những cái nguyên nhân bất ổn.
Ví dụ như là cái miếng khoai tây lóc xoáy đi, khoai tây chiên, thì người ta bắt đầu người ta nghiên cứu nếu chiên với cái dầu mà không tốt nữa, cái dầu mà chiên đi chiên lại nhiều lần, chất béo trans fat á, khi chiên xong nó giòn nó ngon vậy đó, nhưng đưa vào trong cơ thể nó phải mất khoảng 214 ngày nó mới có khả năng lọc hết toàn bộ những cái gì mà đưa vô trong cơ thể. Thức ăn rác, đúng rồi, thức ăn vặt. À, trong cái khái niệm của ngành dinh dưỡng nó được liệt kê vô nhóm thức ăn rác, năng lượng rỗng. À, một sợi mì khi ăn vào trong cơ thể, à, dù là nhai kỹ luôn á, thì qua 24 giờ nội soi lại sợi mì nó vẫn còn nguyên. Mà hồi xưa mình ghiền lắm nghe. Rồi cái thời mà Vũ bắt đầu học lại dinh dưỡng học á, thì coi cái thí nghiệm đó xong là bắt đầu thay đổi nhận thức. Thay đổi nhận thức nên dần dần nó điều chỉnh lại, thì mì cũng còn ăn nhưng mà một tuần ăn khoảng 1 gói, lâu lâu ăn 1 gói, nó không còn chấp như hồi xưa, có thì ăn không có cũng không sao, nó không có còn ghiền nữa. Hồi xưa thùng mì đưa về, trời ơi, trong vòng khoảng chừng 2-3 tuần là nó sạch bách cái thùng mì. Nhưng mà từ ngày nhận thức đó thì mới phát hiện ra nó, tháng rồi mình mua 5 gói mì mà tới giờ nó vẫn còn 3 gói. Tức là thấy ăn cũng ăn thôi, nó cũng không còn ghiền. Ví dụ vậy. À, thì bởi vì công nghệ của mì nó còn nhiều cái nào nó sấy không dầu thì còn đỡ. À, nhưng chiên đi chiên lại nhiều dầu thì nó còn dữ nữa. Nhưng sấy ở nhiệt độ cao thì nó cũng làm cho cái dưỡng chất bên trong nó biến tính đi, thì nó cũng không đúng. À, mì làm từ gạo thì dễ tiêu hóa như cơm đúng không thầy? Dạ chưa đúng. À, cái nguồn nguyên liệu nó làm từ bột đường thì đúng. Nhưng để ra được cái sợi mì thì nó phải chiên đi, chiên lại dưới dầu quá, nhiệt độ rất cao, để cái sợi mì nó dai, nó giòn. Và cái dầu đó mình đâu có biết là người ta chiên bao nhiêu lần. Và cái chính cái nguồn chất béo và cái nhiệt độ trong quá trình chiên đó, đó nó mới làm cho cái sức khỏe bất ổn. Đó. Thì dần dần điều chỉnh lại cái đó. Nếu không có điều chỉnh cái đó thì bắt đầu thấy là hàng ngày, à, cái này là hồi xưa Vũ bị nè, ngay từ nhỏ đó, à, gia đình cũng ít có quan tâm tới đó, mà nó nói thẳng ra thì giai đoạn đó cũng không có cái nhận thức về sức khỏe như vậy. Cái vụ ghiền nước đá viên đó, là một ngày đó, là lúc đó là bà ngoại anh hai với mẹ kể lại là Vũ cầm một cái thùng nước đá là ăn từ sáng tới chiều, cứ nhai suốt cái đó hết cục này tới cục khác. Và cái kết quả đó chính là tới 5-6 tuổi đi học lớp 1 răng mọc chưa hết nữa. Răng nó mọc chưa hết nữa. Trong khi cái thời điểm đó bình thường là người ta thay răng mấy lần. Nên nó cha phải làm một cái giải pháp dân gian mà mỗi lần nhớ tới bây giờ là óc cục nó còn nổi, còn sợ tới bây giờ luôn. Là Vũ còn sợ tới bây giờ cái liệu pháp mà làm cho răng mình mọc lại. Liệu pháp dân gian á. Hồi xưa đâu có biết là dân gian chỉ sao làm vậy. Tức là nghe thầy nói, cái cha dạy cha, à, là cha mới lấy cái lá mía về khứa cái nướu răng của mình. Mà ông đó ông nói là do cái nướu răng nó dày quá, cái răng mọc không nổi nên phải khứa ra để cho răng nó mọc lên. Trời ơi, về khứa cái nướu máu nó tứa ra. Các anh chị, cái cảm giác nó nhớ tới bây giờ, ớn ốc, còn sợ tới bây giờ. Dù đã qua hơn 30 năm, nó còn ớn ốc hơn cái việc mà cho chuồn chuồn cắn rúng để biết bơi. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là đã cho chuồn chuồn cắn rúng này để biết bơi. À, dạ, cứu lừa siêu thế kỷ. Cứu lừa thế kỷ đó. Ở dưới quê thì gần như dính hết, tại con chuồn chuồn nước ở dưới lên xong nó sống dưới nước mà, ấu trùng á, cái đó bung nó bay lên trên, cái ta quan niệm với đó. À, trời ơi trời, mà lựa cái anh chị biết đâu có phải lựa con chuồn chuồn bình thường, nó lựa con chuồn chuồn trâu.
là cái con trùng trùng nó chà bá vậy nè. Ôi ơi là trời, đang ngon, nhớ là bây giờ nhớ cái cảnh cái răng nó cắn vô một cái vẫn còn lạnh. Nó cắn một phát một đau thấu ông trời, ông xuống nước nó vẫn chìm. Thì mới phát hiện con chuồn chuồn nó cắn không biết bơi, nhưng một lần đi hái trộm xoài chó ruột thì biết bơi luôn. Phóng một cái xuống nước, chó nó rượt phóng xuống nước, sợ chó cắn phóng xuống sông, mình bơi một phát một qua tới bên kia, đứng dậy xong mình cũng giật mình, ủa bơi được hả? Tự nhiên là biết bơi luôn. Nên nhớ lại cũng cảm ơn con chó. Còn con chuồn chuồn thì thua đi, tới bây giờ nhắc tới con chuồn chuồn là sợ. Thì cái yếu tố đó mình sẽ thấy dần dần á, trong thực tiễn các bạn sẽ thấy là con mình bây giờ nè, xã hội bây giờ nè, không thấu hiểu điều đó đó, thì bắt đầu theo cái thói quen theo bạn bè. Thức ăn nhanh là một trong những cái xã hội bây giờ mắc phải, nó tiện lợi nhưng vô tình ăn thường xuyên quá thì lại không tốt. Một trong những cái nguyên nhân mà làm cho trẻ dậy thì sớm đó chính là những cái thức ăn nhanh, nó có quá nhiều cái cholesterol, dậy thì sớm một trong những nguyên nhân hàng đầu mà dẫn tới dậy thì sớm đó chính là từ thức ăn nhanh, mà đặc biệt là những nguồn thức ăn nhanh có nhiều cholesterol. Đó. Thì ngay cái thời điểm bắt đầu mình thấy nè, nước đá đó nhai như lúc nãy mình nói, tới 6 tuổi cứa nó mới mọc nổi, rồi tới 7 8 tuổi lên lớp 3 cái răng nó mới đều lại. Và bởi vì nó không có cái phù hợp cho nên cái răng của Vũ nó mọc ngược với người ta. Vũ có một cái răng là hồi xưa nguyên dòng họ cấm nhổ. Thầy bà coi hồi xưa dưới quê coi bói á, nói thằng này là nhân tài, nhìn cái răng đó là biết, tại cái răng của người ta mọc ngang như thế này, mọc ngang vậy nè, nhưng cái răng của Vũ nó bẻ ngược lại. Nó bẻ ngược vậy nè. Thì ông bà này kia là cấm nhổ cái răng đó, nhưng phải tới 7 8 tuổi mới mọc đều lại, mới mọc đều lại. Thì bây giờ thực tiễn cuộc sống cái Vũ thấy hình như là gặp bạn nào cũng thích ăn nhanh. Gà rán nè, rồi nước ngọt có ga, kẹo, đồ ngọt. Thì những cái đó nếu như không nâng nhận thức của con thì nó cực lắm, nó cực lắm. Cho nên là trong ăn uống là mình phải bắt đầu chỉ dần trên mâm cơm, những cái thói quen, những cái văn hóa đời thường, không khí gia đình, thì sau đó là mình cũng phải hướng dẫn thêm. Bạn nhỏ con trai của Vũ á, thì ông ít ăn rau và không có chịu ăn rau, xuất phát điểm từ việc nghe lời chị hai. Chị hai không thích ăn rau là ông không thích ăn, chứ hồi nhỏ ông rất thích. Nên mình biết cách, mình hiểu xong cái là mình không có nói ổng, mà phải chia sẻ, trao đổi cùng với chị hai trước để bắt chước theo. Cái ống cao lên nhưng mà ông ốm, cái bắt đầu vô mâm cơm cũng hướng dẫn, cũng nói đơn giản, lớn lên con muốn làm gì. Ông nói con muốn lên, con muốn làm siêu nhân. Cái Vũ nhìn vô nói, con có thấy siêu nhân nào mà bay xuống tuột cái quần không? Bây giờ con quan sát giùm gia đi, con coi phim nè, có cái siêu nhân nào mà bay tuột cái quần, bay lại kiếm cái quần không? Ông nhôm ông nhách kiểu đó còn làm siêu nhân cái kiểu gì? Ăn cho đàng hoàng vô để khỏe mạnh này kia, cơ bắp này kia phát triển nó rồi mới làm siêu nhân được chứ. Đó. Sao đâu nói tiếp, rồi sao có muốn làm siêu nhân nữa không? Nếu muốn gì thì ăn cho đẹp trai vô, rau củ quả này kia, cái này đẹp trai chứ, ăn gì nè, cái ăn cho ông coi. Cái ông thấy cái vô trường cái cũng khuyến khích với cô giáo á, động viên ông ăn rau. Cái ông về ông nói con ăn rau ngon lắm, ở trong trường con ăn ngon lắm. Hỏi ăn được bao nhiêu rồi? Nó được 2 cộng rồi. Thấy nhức đầu với ông chưa? Được 2 cộng rồi.
À, về khích lệ động viên thì tới giờ ổng có sự phát triển, ổng lên được 3 cộng. À, thì mình hiểu cái đó nên là về mình phải thay đổi thêm, thì cứ khuyến khích dần, nhưng giai đoạn này cái mình bổ sung thêm chất xơ dạng bột vô. À, để bắt đầu cải thiện thêm cái hệ thống tiêu hóa cho ông ăn để phát triển thêm. Và một trong những cái mẹo trong quá trình ăn uống á, khi mình đi giao lưu á, đây là cái mẹo mà Vũ được học hồi xưa á, thầy có chỉ Vũ á. À, khi có con cái học mầm non, các anh chị cũng lưu ý chỗ này, đó là khi gặp con cái cô giáo mắng vốn nói con của thầy của anh ốm quá suy dinh dưỡng, rồi cái con gái nghe lời cái về cũng thấy tưởng mình ốm suy dinh dưỡng, cái Vũ học được cái bài học từ thầy Toàn, cái về trao đổi với con gái, mới sau đó trao đó mới vô trao đổi thêm với cô giáo, mới nói với con gái nè, con gái à, con không có bị suy dinh dưỡng nha, có thể cô giáo nói nhầm á, chính xác á không phải con suy dinh dưỡng mà là do chiều cao và cân nặng của con nó chưa có cân đối, chiều cao và cân nặng của con nó chưa có cân đối, con cao vậy con phát triển gì nè nhưng mà cân nặng này thì nó chưa tương đồng, cho nên để cho chiều cao cân nặng của con tương đồng và đẹp á, nó có 2 cách thì con tự chọn nha. Cái cách thứ nhất á là con lùn lại để cho nó tương ứng với cái cân nặng. Cái cách thứ hai á là con ăn uống cho đa dạng tốt lên để con phát triển, để cân nặng nó tương đồng với chiều cao. Rồi con chọn đi, cách 1 hay cách 2, để ngày mai cha vô trường cha nói với cô giáo để phối hợp với con rồi chuẩn bị bữa ăn cho phù hợp. Cái nó dạ con chọn cách 2. À, con chọn cách 2. À, chị đâu có muốn lùn. À, cái mới vô ngày hôm sau vô cái nói chuyện với cô giáo. À, thì cô giáo phối hợp trước, nhờ cô giáo phối hợp trước giai đoạn đó. Cô giáo ơi, về có nói với Kim rồi đó, à, là Kim không có bị suy dinh dưỡng mà do cân nặng với chiều cao của con đó, không có tương đồng, thì như cô giáo dặn hôm trước đó, một là lùn lại để tương ứng với chiều cao, hai là ăn tốt vô, ăn nhiều vô để tương đồng với gì, cân nặng nó tăng lên để tương đồng với chiều cao, thì Kim chọn cách 2 rồi đó. Kim có nói với em là chọn cách 2 nên cô giáo phối hợp với em nha, nên tới bữa ăn thì nhắc nhở con giúp em là thêm rau này kia để con phát triển. Cái chị phối hợp rồi cuối cùng khoảng chừng 1 2 tháng sau cái phát triển lại và tới giờ luôn duy trì. À, tương đồng như vậy cái phối hợp đợt sau khi rước con, cái con phụ huynh khác có đứa anh trai nó cũng mập lù, nó rất là thích ăn vặt, cái cô nói là bạn bị thừa cân béo phì, cái ảnh nghe xong cái ảnh la con của ảnh, cái Vũ vô rước con nó thấy gì xong nó à em có cái mẹo này anh tham khảo thử. À, là con của anh á nó không có thừa cân béo phì mà chẳng qua là chiều cao với cân nặng của con chưa tương đồng, thì trong ngành của em á, trong ngành dinh dưỡng á, có cái mẹo đơn giản này, anh nói chuyện với con thử. Một á là con nhịn ăn để cho nó ốm lại nó tương đồng với chiều cao, hai là cứ ăn thoải mái nhưng mà siêng vận động chút xíu để chiều cao nó tăng trưởng để nó bằng với cân nặng, thì con về con nói với anh, về nói với con trai á, coi con chọn cách nào. Theo các anh chị chứ một đứa trẻ nó đã thừa cân béo phì nó thích ăn liên tục vậy mà kêu nó nhịn ăn với kêu nó vận động nó chọn cái nào, thì phần lớn nó sẽ chọn là nó vận động, kêu nó nhịn ăn nó khó hơn là nó vận động. Cái anh vừa anh nói cái con da anh phối hợp thì tầm khoảng 3 tháng sau nó gọn bân lại, nó đẹp lại, nó cao lên. Đây là một cái mẹo trong dinh dưỡng, trong quá trình giao lưu với con cái để kiến tạo hình ảnh trong tâm trí liên quan tới cái thể trọng và chiều cao của con. Cả nhà có thể tham khảo chỗ này. Rồi mỗi lần vô mâm cơm á, cái mình cho con cái bài học liên quan tới dinh dưỡng. Ví dụ, à, hôm nay nhà mình ăn cá, à, đố con ăn cá thì cái gì đẹp? À, đố con ăn cá thì cái gì đẹp? Vô dinh dưỡng luôn đó. À,
thì cái mình cho thêm à, ăn rau này thì đẹp cái gì, ăn cà rốt thì sáng mắt, cho mình cho con phân biệt màu, bởi đứa màu này màu này, ăn cái đó được cái gì, ăn cái kia được cái gì, ăn cái nọ ra sao, cái làm lớn dần lên cho con, cái hàng ngày con hào hứng cứ mỗi lần ăn cái con nhắc những cái đó, ăn cái này tốt cái này nghe, ăn cái này cho mắt đẹp, ăn cái này cho da đẹp à, ăn cái này cho hồng hào, ăn cái này cho tóc tốt, ăn cái này cho xương khỏe à, ăn cái này cho đề kháng tăng à, thì bạn nhỏ lại là cái người nhớ nhiều hơn chị hai, nên ổng rất là chủ động trong dinh dưỡng bổ sung thêm, cứ sáng sớm là lấy, thậm chí lấy luôn cho chị hai à, và nhờ cái đó mà ảnh thay đổi dần đi à, nên bây giờ là siêu nhân có ba thì quần nó cũng không tụt à, nhưng mà khuyến khích thêm rau thêm lên 3 cộng thì cũng mừng này lên được 3 cộng là cũng mừng à, nên cái chỗ này chúng ta cần phải làm lớn lên trong cái khía cạnh ăn uống à, thì cung cấp chất dinh dưỡng thì chúng ta sẽ bắt đầu làm rõ ra chất trong ăn uống nó cung cấp dinh dưỡng vậy thì một lần ăn như vậy là bao nhiêu chất và mỗi lượng nó bao nhiêu, ăn uống này thì một lần ăn như vậy là bao nhiêu chất à, con người cần bao nhiêu chất, hay đơn thuần trong bữa ăn của mình đó, cần bao nhiêu chất à, và mỗi chất nó lượng bao nhiêu. Mỗi chất thì hàm lượng bao nhiêu? Mỗi chất thì hàm lượng bao nhiêu? À, và ăn cái gì có cái chất đó? Đó. Mình lý giải được ba cái nghi vấn này thì trong cái mâm cơm hàng ngày của mình nó đạt được cái chất lượng đủ chất và đủ lượng rồi, mình tương đồng với cái khái niệm nguồn của ngày thứ năm thứ sáu liên quan tới quan niệm số 6, đó là màu sắc, năng lượng và nhóm chất. Dựa trên đặc tính đó chúng ta sẽ cân đối cái nguồn dinh dưỡng lại. Cân đối cái nguồn dinh dưỡng lại. À, cân đối cái nguồn dinh dưỡng lại. Rồi. Vậy thì ở đây có hai cái khái niệm các anh chị có thể giúp Vũ tham khảo, hoặc là một khái niệm trước thôi. À, để ngày mai chúng ta sẽ đi sâu sắc cái này. Trọn vẹn trong tối mai là xong dinh dưỡng luôn. Khóa trước mình nói sâu rồi, nên khóa này mình trọng điểm lại thì nó đơn giản hơn cho các anh chị à, rồi sau đó chi tiết từng dinh dưỡng các anh chị có thể tham khảo lại khóa trước à. Rồi các anh chị nghi vấn giùm giúp giúp Vũ ha, đây tới ngày mai để tối mai cái mình vào thẳng nội dung, cái mình chốt trọng điểm lại, các anh chị giúp đỡ Vũ á, lên Google các anh chị search cái khái niệm nguồn này, đó là app dinh dưỡng cho người Việt, nguồn của Viện Dinh dưỡng. Nắp dinh dưỡng cho người Việt. Đã. Các anh chị search cái này dùm Vũ. Các anh chị tìm ra cái trọng điểm của nó. À, tài liệu này là của Viện Dinh dưỡng Việt Nam. Lấy tài liệu mới nhất. À, để xem là một lần ăn như vậy nó có bao nhiêu nhóm chất.
theo cái tháp này, và độ tuổi nào thì cần ăn bao nhiêu. Ở trong tháp có quy định hết. À, nhưng chẳng qua là mình quên khái niệm nguồn này, hoặc là mình chưa biết có khái niệm nguồn này, cho nên hồi xưa tới giờ mình chỉ ăn theo sở thích, ăn no thôi, chứ mình cũng không biết nó đủ chất hay không. À, thì mình search cái thông tin này, thì lúc đó là mình sẽ có được cái khái niệm nguồn về dinh dưỡng đơn giản hóa. Rồi cái mình có thêm một vài cái thuyết dinh dưỡng để có thể phối hợp thêm. À, tháp dinh dưỡng cho người Việt, cái nó ra tổng cộng 5-7 tháp gì đó, là tháp dinh dưỡng cho phụ nữ, tháp dinh dưỡng cho đàn ông, tháp dinh dưỡng cho trẻ em, tháp dinh dưỡng cho người lớn, tháp dinh dưỡng cho người lớn tuổi. À, thì lúc đó các anh chị sẽ biết cái điểm chung của tất cả, dù là độ tuổi nào, trẻ em, người lớn, nam hay nữ, hay là người lớn tuổi, thì có điểm chung gì và cái điểm gì cần điều chỉnh trong đó. Thì các anh chị sẽ phát hiện dù là độ tuổi nào, giới tính nào, thì nhóm chất như nhau, chỉ khác nhau về hàm lượng, chỉ khác nhau về yếu tố sinh lý, cho nên có cái cần nhiều, có cái cần ít. À, trong giai đoạn nào đó thì cần tăng trưởng như thế nào. À, thì trong tháp cũng quy định luôn, nhưng mà thường ít quan tâm cái này. À, gần như là tất cả các bệnh viện đều có dán cái tờ này, cái tờ tháp dinh dưỡng này, nhưng mà gần như vô cũng không coi, hoặc là coi cũng chưa hiểu. À, nên là giờ mình làm lại thôi chứ không có gì, nó đơn giản. Dạ, thì từ lúc đó các anh chị sẽ biết cách cân đối trong bữa ăn gia đình của mình, mà giúp cho gia đình sẽ khỏe hơn, tốt hơn. Rồi sau đó cái mình chốt lại theo góc độ của khoa học, các anh chị về các anh chị tự làm ra, thì trong thời gian ngắn các anh chị nắm hết khái niệm nguồn của dinh dưỡng. Khi nắm khái niệm nguồn của dinh dưỡng rồi, cái ai đó bất bất ổn sức khỏe không rày, hỏi uống gì dinh dưỡng gì đó, tự trả lời luôn cho nó khỏe. Hình dung được không? Dạ, đó là lộ trình mà chúng ta sẽ cùng đi à, trong ngày mai với học phần dinh dưỡng hay là đất, để mình nắm lại cái đó. Dạ. Dạ. Sao Nhân? Mời em. Thầy cho em hỏi là bữa em cũng có đi đo về sức khỏe thầy À. mấy á, thì cái tuổi sinh học của em á, là 21 tuổi so À. với tuổi thật là Ngon ngon. mấy, thì người ta mới hỏi, người ta mới nói em á, là em bị suy dinh dưỡng thầy, thì không Ừ. biết có phải như vậy không, tức là em chưa hiểu lắm về cái việc đo đó nhỉ. Chắc À. Nếu đo tuổi sinh học thì nó sẽ không liên quan tới suy dinh dưỡng, mà đo các chất trong cơ thể. Rồi cái thứ hai, cái cơ bản nhất, nếu nói về suy dinh dưỡng á, người ta cũng sẽ hỏi thêm cái nhân trắc của em nữa, cái thông tin tiền sử trước đây á, nó kéo dài. Thì trong ngành dinh dưỡng, nếu mà kéo dài, nó có thêm một cái từ nữa là suy dinh dưỡng trường diễn, tức là kéo dài. Còn về mặt cơ bản của một người đánh giá có suy dinh dưỡng hay không á, cái chỉ số đầu tiên người ta đánh giá là dựa trên BMI. BMI thì nó sẽ dưới 18.5 thì nó được liệt kê vô nhóm suy dinh dưỡng. thì là cơ thể nó trẻ hóa nó vẫn tốt À, đúng trẻ hóa đôi lúc nó sẽ có một số thông tin sai lệch khi lượng dưỡng chất nó kém á. Nên là cái máy đó là cái máy gì nữa, phải máy của y tế không, hay là cái máy của công ty nào đó. thầy, máy của công ty nào đó. À, vậy thì cái đó thì phải coi lại. Một là cái chỉ số nó chưa đúng, hai là nhân viên đó đọc chỉ số nó không hiểu, phân tích nhầm. Tại vì nó nói suy dinh dưỡng, tại sao tuổi sinh học lại trẻ hơn tuổi thật, là có thể một cái chỉ số nào đó đọc nhầm, hoặc là chưa hiểu hết về chỉ số. Hình dung không? Tại thị trường cái máy đó thì theo nói vậy, anh biết có hai cái máy, nó đo bằng Đó. một là nó đo bằng cái thanh sắt cầm trên tay để quét, hai là đặt bằng tay trên máy để quét, có 36 hoặc 72 chỉ số. Phải máy đó không? Không này, máy đứng đây giống cái chân vậy đó, rồi người ta đo vậy. Đứng cân sức khỏe. Cái chân mà nó có đo ra chỉ số, ví dụ như À, là cầm vậy đúng không?
Không có luôn này, chỉ có Không bên có Trần là chỉ đứng thôi hả? chỉ nhìn thôi. À, đứng gì cái máy nó chưa đủ cái số liệu để đánh giá đâu. Ra như là mình xài bao nhiêu khi mà ngủ nghỉ là xài ngàn mấy, rồi nước, tỷ lệ nước trong cơ thể, rồi các chỉ số này, cũng nhiều chỉ số. Em có thể dùng cái công thức tính lại thêm cái công thức tính năng lượng đầu ra để có thể xác nhận lại là cái độ chính xác của nó bao nhiêu phần trăm. Ý họ là cơ thể em như là nó nhỏ hơn, đáng lẽ là cách nhau 10 tuổi mà đây là cách nhau tới mười mấy tuổi luôn á, là kêu là cơ thể chậm phát triển hơn, ý là chậm phát triển hơn so với độ tuổi thật đó. Trẻ hóa là khác, chậm phát triển là khác nha. Ví dụ đơn giản nè, trước đây á, này là cá nhân anh nè, anh đo được cái máy của y tế nè, đó là hồi xưa anh đo là lúc đó năm đó là anh 22 tuổi, đo tuổi tế bào thì đã nói anh là lúc 22 nha, thì nó báo anh là 43 tuổi. Nó hình 43 tuổi tại mặt già chát à. Tới nỗi mà lần về quê mẹ, quê vợ á, anh vô gặp mẹ vợ anh, nói thưa chị mới xuống, vợ anh ngắt anh, nói mẹ em sao sao mà trẻ trẻ như vậy, thì mẹ nắm tay vợ anh vô bếp nói mày quen thằng bồ gì muốn già hơn tao nữa gì như. Cái lúc mà mới quen thì ông cha vợ về nó, cái thằng này là chắc nó có vợ rồi, nó bỏ vợ nó đi làm á, mày coi kỹ nha, chứ tao thấy nó là không có được. Chứ nó cũng già hơn tao nữa. Là hồi đó nó vậy đó. Rồi sau thời gian thay đổi lối sống lại, thêm góc nhìn của dinh dưỡng, dưng ít vận động thêm, thì tới năm khoảng anh 30 tuổi anh đo lại thì nó báo lượng tế bào là 25. Thì cái máy đó thì cái chỉ số nó tương đồng, nó tốt hơn. Thì coi lại cái máy đó chỉ số lại gửi lại cho anh, nếu có chỉ số đó có thể là phân tích nhầm không chừng. Có chụp hình có gì em được đi. Có thể là kỹ thuật viên hay người phân tích chưa tới. Cái độ tương đồng của nó có một số cái. Còn nếu mà tuổi em lớn mà nó là tuổi tế bào này kia, tuổi sinh học nó trẻ là mừng chứ. Em mắt tận này hay mừng chứ mà họ nói như vậy là có vấn đề thì em. Thì cẩn trọng tới đó, coi là chỉ số này thôi. Cái gì gửi anh tham khảo đây, nếu nằm trong cái biết của anh thì nói thêm. Rồi, cả nhà giúp đỡ Vũ là nghi vấn thêm cái này nha, tìm thêm cái điểm nguồn này. Tối mai mình cùng xử lý cái này, là xong học phần dinh dưỡng. Cái 5 buổi còn lại chúng ta nói về đông y với tư duy của sự khỏe mạnh. Thấy ra tính lại tính đi tính lại thì cuối cùng hình như 15 buổi nó cũng không đủ à. Thôi qua năm mới thì có một cái thông tin dành cho các anh chị có thể tham khảo thêm nếu các anh chị còn đam mê sức khỏe. Là qua năm mới cái thầy nói là lớp sức khỏe sẽ chia sẻ liên tục, nhưng mà vào buổi sáng á, cứ hết một khóa xong cái nghỉ qua một tuần, cái nói tiếp nó hết trong năm. Thầy giao nhiệm vụ cho Vũ là trong năm tới á, tối thiểu nó cũng khoảng mỗi tháng như vậy là hai, vậy là tối thiểu cũng 30 khóa tối thiểu á, tối thiểu 20 khóa, tối thiểu 20 khóa, để làm sao mà khái niệm nguồn bốn cái góc nhìn đó nó tương đối đủ đầy liên tục luôn. Thì các anh chị có thể chờ đợi sang năm mới để nhận thông tin đó. Rồi còn anh chị nào đam mê về sức khỏe sắc đẹp thì có thể tìm hiểu trên kênh thông tin của Tâm Y Dung. Bắt đầu đang đang nhận phỏng vấn Master Tâm Y Dung. Tháng 2, 27 tháng 2 2024 là chính thức đào tạo Master Tâm Y Dung để chuyển giao mô hình đó và các năng lực của Tâm Y Dung. Nên các anh chị có đam mê về sức khỏe sắc đẹp mà muốn tạo dựng tài chính dựa trên cái công cụ đó thì có thể liên hệ với Tâm Y Dung để nhận cái đường link đăng ký phỏng vấn. Tức là những cái gì mà Vũ biết trong sức khỏe cùng với đội ngũ y bác sĩ chuyên viên sức khỏe sẽ chuyển giao hết cho các anh chị. Và khi trở thành master rồi
thì có một cái kho dữ liệu liên quan tới sức khỏe, liên quan tới sắc đẹp. Các anh chị có thể truy cập bất kỳ lúc nào và được update liên tục miễn phí. Nên là những cái kỹ thuật mà nắn chỉnh, điều chỉnh này kia cũng sẽ quay clip liên tục ở trên đó. Nó sẽ có trước mắt là khoảng 10 kỹ thuật thì Vũ đã quay rồi, đang edit lại. Thì có thể hỗ trợ cho các anh chị. Những ai hiện tại thì đang ưu tiên là mentor và master week. Còn nếu ai chưa phải là mentor và master week đó, thì trước mắt cứ đăng ký thử trong đường link ấy, rồi phỏng vấn coi sao. Nếu mà cái người chủ quản bên ban điều hành Tami Dung mà chấp nhận cái link đó thì các anh chị cứ phỏng vấn. Dạ thầy, cho em hỏi Dạ chị. chỗ chỗ để ngủ ngon ấy thầy. Ý thứ nhất là trước khi ngủ khoảng 30 phút là mình uống nước. Cái thứ hai là vệ sinh cá nhân, cái thứ ba là ngủ. Thế thì thường thường là sau khi buổi tối xong là em ăn xong là em hay đánh răng rửa mặt và chăm sóc da luôn luôn ấy, xong rồi bắt đầu mình mới ví dụ như học như thế này thầy ạ. Rồi xong bắt đầu mới đi ngủ rồi mới uống nước rồi vỗ thông kinh lạc tuần hoàn não, thế có được không ạ thầy? Dạ được, nhưng mà cũng giúp em là hạn chế ăn tối. Còn nếu có ăn thì ăn nhẹ thôi, thức ăn thanh đạm. Rồi Cũng sau khi học xong á, đúng. sau khi học xong cái buổi tối nữa, ví dụ sau 10 giờ nè, 10 giờ kết thúc, cái mình uống nước, cái mình ra mình tập bổ kinh lạc, tuần hoàn não, khí âm dương, cái mình vệ sinh cá nhân, cái mình chườm gan, cái mình đi ngủ. Thường thường tối em ăn xong là em đánh răng rửa mặt luôn, là từ đấy giờ đến đêm là không ăn gì nữa. Thường là mấy Chỉ giờ uống nước. Thường thường là độ khoảng, nhà em hay ăn muộn là độ khoảng 7 giờ, chị? 7 giờ 7 rưỡi. Giờ đó thì cũng không đến nỗi, nhưng nếu ăn được thức ăn thanh đạm dễ tiêu thì nó tốt hơn. Đẹp nhất là nên ăn trước 6 giờ. Dạ vâng, biết ơn thầy. Cảm ơn chị. Biết ơn thầy, chào cả nhà. Em mời chị Dung. Cũng đợi đến tới cuối giờ Dạ ha. em chào thầy. Vâng, em đợi đến cuối giờ thầy ạ. Em chào thầy và tất cả các cô chú anh chị trong phòng Zoom ạ. Em muốn hỏi thầy một chút là em bị ca tuyến giáp với thầy. Và em cũng phát hiện được được 5 tháng rồi. Thế nhưng đi tất cả các bệnh viện thì bác sĩ bảo em là mổ, nhưng mà em cũng muốn thử một số những cái phương pháp về về đông y, thì em từ đấy em có thanh lọc theo phương pháp của thầy Tâm Thành. Và sau đó thì bây giờ em ăn gần như là cũng không phải 100% hoàn toàn, nhưng mà đa số là em ăn chay thầy ạ. Và có uống cái em có uống uống cái nọc độc bọ cạp. Đấy. Thì theo như thầy thì bây giờ bác sĩ khuyên em là đi mổ, mà nếu mà em mà đi mổ thì em phải cắt hết toàn bộ tuyến giáp của em đi và phải uống uống thuốc hormone tuyến giáp cả đời. Thì theo thầy là em nên có cái cách ăn uống rồi có cái liệu trình như thế nào để cho nó, để cái bệnh của mình cho nó tốt hơn ạ? Chưa phản hồi được nha chị. Một là do khái niệm nguồn của mình bữa nay mới bắt đầu vô dinh dưỡng. Vâng. Hai là nếu tính tới hiện tại thì mình cũng chỉ mới nói được đông tây y với dinh dưỡng thôi, chưa nói tới đông y. Vâng ạ. Cho nên để nhanh á thì chị có thể gửi cái hồ sơ bệnh án qua giúp em. À, Trường vâng hợp ạ. này đặc biệt thì em có gửi cái số điện thoại qua tin nhắn cá nhân của chị á. Vâng. Chị lấy cái đó rồi chị gửi cái hồ sơ qua cái số đó giúp em, Zalo á. Rồi cái Vâng em ạ. coi cái mai em phản hồi chị. À, vâng. Vậy ha. Dạ Vâng, thầy em nói cảm cái ơn đó thầy. nữa, phân tích cái góc nhìn nữa đó thì nó chắc khoảng 2 3 tiếng nữa. Dạ vâng ạ. Vậy chị coi kênh tin nhắn cá nhân á, khung chat á. À vâng Rồi vâng em chị cảm ơn gửi thầy hồ ạ. sơ bệnh án qua cho em, rồi các Vâng, biết em ơn thầy tham nhé. vấn thêm số bác sĩ khác, tại vì đó là cái bệnh phức tạp. Vâng ạ.
Em còn chưa thấy cái số điện thoại của thầy ạ. Rồi đó chị. Nếu có chị là Dung Lê đó, em có gửi mà. Chị Vâng, coi không chắc được. em thấy rồi ạ. Vâng, Dạ. em cảm ơn thầy, biết ơn Dạ. thầy rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, em chào thầy ạ. Dạ. Trái mít thì gọi là ăn nặng hay ăn nhẹ? Dạ, bữa tối ăn mít thì nặng đó. Dạ. Thầy ơi, Dạ. thầy hỏi là học Master Tâm Y Dung là học vào giờ nào ạ? Nó tùy chị, nó tùy cái môn, tùy môn. À, trong giai đoạn đầu thì có một số môn mình sẽ học online Dạ. á, à, online rồi xong cái có thực hành xong thì có liên kết với trường y á để cấp cái chứng chỉ phù hợp cho các anh chị, rồi theo cái mô hình của Tâm Y Dung là hộ kinh doanh cá thể thì nó phù hợp với cái hoạt động kinh doanh đó theo luật pháp. Thì giờ giấc thì tính tới hiện tại á thì cũng chưa có rõ ràng về về mặt thời gian, chính xác là khoảng ngày 29 tháng 1 là sẽ có luôn tất cả các lộ trình. Tại vì còn ngày 29 là còn họp hết tất cả các giảng viên lại á, các giảng viên cộng tác á, để đào tạo trong lộ trình đó. Thì có thầy Tấn hỗ trợ thêm cho tác động cuộc sống trong lộ trình đó nữa. Cho nên là xem cái lịch của thầy xong, sau ngày 29 là sẽ chính xác có cái lịch tương đồng cho tất cả các môn luôn. Đó. Thì trước mắt là thường thì nó một là sẽ rơi vào buổi tối, hai là rơi vào buổi sáng thôi, thường là vậy. Dạ, còn thực hành thì tập trung. Thực hành tập trung tức là giờ hành chính ấy hả thầy? Dạ thì trên cái đường link đó nó cũng có thông tin tương đối, rồi lúc đi phỏng vấn á, lúc mà được hồ sơ được duyệt, nếu mà kiểm tra đậu á, đạt chuẩn thì có lịch phỏng vấn, xong thì trong thời điểm đó mình có thể hỏi bất kỳ câu nào liên quan lộ trình. Dạ. Dạ, còn tính tới hiện tại thì chị có thể chia sẻ với chị đó là một là lý thuyết, hai là thực hành. Dạ Vâng thầy. Thầy ơi dạ cho em hỏi cái này về kinh nghiệm cá nhân của thầy thôi ạ. dạ À, em đi phòng tập ấy thì có cái người ta cứ hay xông hơi xong thì người ta đi sang một cái bể lạnh đá ấy, xong dạ người ta đang xông hơi nóng như thế, xong người ta ra xong cái người ta xuống cái bể lạnh cái. Em mà hôm qua em thấy thầy nói về cái sốc nhiệt ấy thì cái đấy nó có gọi là sốc nhiệt không ạ? Em thấy ở phòng tập ở dưới chỗ em là phần lớn mọi người cứ đi vào xông hơi xong một người ra cái chỗ bể đá đấy khoảng khoảng dạ tầm 20 độ nhảy cái xuống xong lại đi lên xong lại vào xông xong lại ra nhảy cái. Em cứ sợ bị sốc nhiệt em không dám xuống. Thì dạ em hỏi thầy xem là như thế có vấn đề gì không thầy? dạ theo cái phương pháp của huấn luyện viên thì không có vấn đề. Đó là một lộ trình tập cái sức bền của cái của cơ gân. Là hồi xưa là cái phương pháp đó là của lính đặc chủng đã tập á, nó Vâng tạo thầy. cái sự vượt trội về thể chất đó. Nhưng phải theo phương pháp của huấn luyện viên chứ không có thấy người ta nhảy cái mình nhảy theo. Tại người ta làm gì trước đó, trong quá trình người ta xông hơi mình đâu biết, rồi xuống dưới người ta làm gì mình đâu biết, rồi trước khi ta tập ở đó tập gì mình đâu biết, mình thấy hình tướng là nhảy qua nhảy lại thôi, đâu phải như vậy. Hình như cái này không có những môn bổ trợ, Dạ. dạ người ta mới làm cái đó chứ chứ không phải là nhảy tắm vô xông hơi cái phóng xuống liền, mình phóng như vậy là mình tiêu à. À đấy ạ, không phải là người ta theo 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 chỉ định tập đâu nhá. Tất cả những cái người xuống cái phòng bơi đấy ấy, một là người ta sắp bắt đầu là vào người ta bắt đầu sợ bơi, bơi xong người ta bắt đầu người ta lên người ta xông, xông xong là người ta xuống bể đá là không không hề có tư vấn của huấn luyện viên đâu ạ. Nếu tư Dạ vấn viên chỉ có về gym này hoặc là về các phòng tập yoga hoặc là các phòng tập khác thôi, còn xuống cái bể bể ở phía dưới bể bơi ấy là không có hướng dẫn gì đâu ạ. Mà em cứ thấy xuống ầm ầm như thế, em chỉ bị là sợ bị như thế chứ không không có huấn luyện viên nào cả. dạ Có hôm em hỏi cái bạn huấn luyện viên bạn ở đấy, không phải là huấn luyện viên đâu, bạn ấy là người đứng ở bể bơi để an toàn bể bơi thôi ạ. Bạn bảo là dạ nếu mà lạnh như thế thì cũng em cũng không xuống. Bạn ấy chỉ bảo em thế thôi.
chứ không phải là do huấn luyện viên bảo với bạn ý bảo mọi người là tập đâu ạ, không phải là huấn luyện đâu ạ, Dạ. mà mọi người chỉ làm theo thói quen thôi ạ. Dạ, thói quen thì cân nhắc nha. Còn nếu là một phương pháp tập luyện thì nên có đủ khái niệm nguồn. Dạ. Dạ. Vì trong cái quá trình luyện tập của các vận động viên thì đó là một phương pháp tăng cái độ bền. Nó có chứ không có. Phương pháp đó nó giúp cho độ bền ta tăng rất. Dạ vâng. Dạ, nó là một phương pháp nha. Thì trong cái quá trình con nhà võ đó ta cũng tập. Thằng này thì còn trong lo quá. Dạ. Bên Lo nhà con võ ta cũng có cái phương pháp đó. em biết Dạ. ơn thầy. Thầy Còn ơi. tự tập ha thì cân nhắc nha. Dạ. Dạ vâng ạ. Không dám nói nó tốt xấu nhưng cân nhắc. Dạ. Dạ. Em hỏi thêm một câu. Hôm qua thầy nói là thở. Thở cái phổi ấy thì là thở, thầy nói cái gì là thở hết hay hết? Thể thở đến đầu hay là đến cuối phổi, em nghe chưa rõ là hôm qua mà không 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 có thời gian để trao đổi này, em không nhớ được là thầy bảo là thở phải thở hết ở trong phổi, là cái khái niệm của thầy nói là thở thở đầu phổi hay cuối phổi, em có phải thế không nhỉ, em có phải em nghe nhầm không ạ? Thầy bảo là thầy thở thở hết, thầy thở em Chị không nghe nhớ. đoạn nào? Kiểu hôm qua thầy nói có một đoạn thở về phổi, thầy nói là phải thở chậm như là con rùa ấy, thì là nó thở như thế thì nó sẽ là nâng cao cái tuổi thọ, với cả thì thầy bảo là thở đối với cái phổi ấy thì phải thở thở ở đầu phổi hay ở cuối phổi gì, tức là ý em hình dung là nó phải thở thở đến hết, nhưng mà em không hiểu cái ý ý đấy là ý như thế nào nên em chưa kịp hỏi, thầy có nhớ không Dạ. hay là em nghe nhầm ạ? Dạ, không phải nhầm mà là hiểu chưa tới ý hoặc là nghe nó mất khúc. Vâng, Tận chưa khi hiểu ạ. nói về phổi á thì trong cái quá trình khí là 11.000 lít không khí là Vâng. cái cầu lượng khí hàng ngày của con người. Thì quá trình mà tập thở cái mục tiêu đơn giản là làm sao hít sâu và thở chậm đến khi mà chúng ta thông nhuận nhẹ nhàng. Và quá trình hít á thì làm sao hít á lượng dung khí, cái lượng khí nó tăng dần lên và đẹp nhất là nó gì, nó lấp đầy luôn đáy phổi cho nở ra. Đáy phổi đúng không ạ? Đáy Dạ, phổi, hít tới vâng. đáy phổi tại thường là mình hít chỉ ở phần trên thôi, đặc biệt là phụ nữ, và biểu hiện rõ nét là hít vào thì nó bụng xẹp nên cái phần ngực nó căng ra à, nên lượng dưỡng khí nó không đủ. Nên là cái phương pháp đơn giản đời thường là mình thích làm sao cho khí nó đầy luôn, lấp đầy đáy phổi. Rồi cái từ từ cái nó thở, nó hít vào thở ra, nó nhẹ nhàng nhưng mà nó sâu. À, ý đơn vậy đó, ý là làm Thầy sao ơi. hít vào ra nó đủ và nó nhẹ nhàng, nó hanh thông. Hít vào đáy phổi tức là hít bằng bụng đúng không ạ? Hít Chứ đầy đáy phổi chứ không phải vào đáy phổi. hít đầy đáy phổi. Dạ. Tại vì cái phổi á, nếu tính từ trên xuống, phổi trái á, nó 2 ngăn, phổi phải 3 ngăn. Nếu là chia ra, cái cách gọi cho mình dễ hình dung á, 2 ngăn hoặc là ba ba 2 ngăn hoặc là 2 tầng, bên bên trái bên phải là ba ba ngăn hoặc là 3 tầng. Thì ở trên mình hít mũi nè, cái mũi là hô hấp nè, cái mình hít vào đầy tầng trên nó mới tới lấp tầng tầng dưới. À vâng. Cho nên là khi người ta hít xong cái thượng đĩa đầy 1-2 tầng, dữ lắm nửa tầng 3 thôi nếu phổi phải, thì thường là cái dung khí nó không đủ. Cho nên là mình mới tập làm sao cho khí nó nhiều chút bằng cách hít sâu và thở chậm. Dạ. Thì À, em trọng biết. điểm là gì? Là làm sao hít đủ khí, làm chủ được khí. Tập cái gì cũng được, miễn là khí nó gì? Nó vô, nó ra, nó thuận lợi, nó nhẹ nhàng, nó đủ đầy. Rồi sau đó mình làm chủ được khí. Hết. Em biết Đừng ơn có chấp thầy. vô phương pháp quá, dạ, mà chấp vô cái mong muốn cái kết quả. Dạ. Giống Thầy như ơi. hôm trước em có nói một câu đó, tức là thông đại tràng để làm gì? Vâng. Vì lúc mà chị thấy người ta nhảy thì xông hơi xong đưa xuống hồ bơi, xuống đó lạnh, vì ta làm đó để làm gì? Vâng. Để tìm hiểu cái đó, cái mục tiêu á. Vậy thì mình coi là cái đó, cái mục tiêu của người ta làm đó đó có tương đồng với mình không, có giống cái muốn của mình không. Nếu giống vậy thì làm theo người ta, còn không giống thôi tìm cái khác. Dạ Hiểu hiểu ý này không? em hiểu rồi ạ. Dạ, chứ đừng có thấy người ta làm cái gì cũng bắt chước làm theo mà không hiểu làm để làm cái gì.
thì cái đó nó nguy hiểm. Dạ, em Cảnh hiểu gặp rồi. mấy cái chị gặp hồ bơi á, chị gặp mấy người làm hỏi làm gì chi gì, Dạ. để coi người ta nói thì sao, mục tiêu của người ta làm gì để làm gì, rồi xong cái gì là làm gì, xong tới giờ đạt chưa, Vâng. hiểu hiểu cái này không Đã có, anh ơi em chị hiểu rồi. ơi, tại sao mà vô xông hơi xong ra hồ bơi vô ngâm lạnh chi vậy, làm vậy bao lâu rồi, làm vậy chi vậy, làm vậy bao lâu rồi, giờ được chưa. Vâng. Giờ cái mình coi lại là cái muốn của người ta có giống cái muốn của mình không, nếu cái muốn của người ta giống cái của mình, người ta tập có kết quả rồi ở lúc này có thể thử. Em hiểu rồi ạ. Hiểu Em hiểu hiểu thật ý ạ. em á, thầy hiểu ý Dạ. này Dạ, em hiểu ạ. không? Em hiểu Ok rồi. Dạ, vâng ạ. ha. Dạ Em chị. Dạ. xin tạm biệt. Dạ. Em mời chị Lân ạ. Dạ, em chào thầy, em biết ơn thầy, biết ơn cả lớp và biết ơn đến tổ chức quýt, biết ơn đến nhân mạch của mình. Hôm nay là em có học về cái sức khỏe của thầy, tuy là chưa được đầy đủ vì cũng có nhiều lúc em đang cái thời gian của bên em nó hơi khác một chút, em đang ở Mỹ và cái thời gian nó cũng hơi lệch một chút, cho nên là em cũng theo có chưa phải là hoàn toàn được nghiêm túc lắm. Cái biết về quýt thì em biết được khoảng tầm gần 2 tháng là em học được cái khóa tâm của thầy K25 thầy Toàn. Thì khi mà em học xong khóa K25 thì em học được một khóa yêu thương của cô Hoàng Anh. Và bây giờ đến sức khỏe, khảo khóa sức khỏe của thầy Vũ, em thấy cái khóa sức khỏe của thầy quá là tuyệt vời. Tuy rằng là mình chưa được có thể có lúc em nghe nhưng em không ngồi trực tiếp được, cũng có lúc em ngồi trực tiếp được. Thế nhưng mà hôm nay em có mấy cái thế này thầy này, ví dụ như cái lúc mà em học được cái khóa K25 á, là em chưa học được cái thay đổi gân cốt nhưng mà em đã thực hiện cái tập trên mạng của thầy Nhân, thì hàng ngày là em vẫn tập được cái thay đổi gân cốt khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ và khoảng tầm hơn 30 phút đến 40 phút cái bài vận động về cái vỗ kinh lạc và các cái đấy. Thì em thấy là quá trình em làm được khoảng tầm 1 tháng rưỡi thì em thấy cái sức khỏe của mình nó được cải thiện rất là nhiều, đặc biệt là sau khi học cái khóa của thầy, và thì em thấy là mình thay đổi được cái ý thức, thay đổi được cái tư duy về sức khỏe và về cái nội tâm nữa, thì em thấy rất là tốt. Bởi vì xưa giờ em thường là em dạy là không có cái khung giờ 5 giờ, nhưng mà bây giờ là em đã cài đặt được cái khung giờ 5 giờ hoặc là 4 à 5 giờ kém gì đấy, cho dù em lấy số điện thoại để cài đặt nhưng mà không cần cài đặt đến giờ đó nó vẫn dậy. Thì cái đó em rất là mừng. Nhưng mà trong cái cơ thể của em thì thực ra nó có nhiều cái bệnh rất là vặt vặt ấy, cũng nhiều. Ví dụ như bây giờ về cái cải thiện thì em thấy cải thiện được tốt lắm rồi đấy, và em thấy đặc biệt là cái tinh thần của mình nó khỏe lên rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn có những cái, ví dụ như em hiện tại em bị cái gai chân bàn chân, gai gân bàn chân nó mấy năm nay rồi, và hiện tại là em đã đỡ được một cái chân bên trái rồi, thì còn cái chân bên phải nữa bây giờ nó vẫn còn đang đau, nhưng mà em nghĩ rằng mà thời gian cho thời gian thì có lẽ em luyện tập và em cố gắng thay đổi thì hy vọng là nó sẽ ổn. Thế nhưng hiện tại em đang có một cái nữa là em bị đầy hơi dạ dày và bị cái hàm răng của em trước này rất là tốt, và bây giờ em thấy nó bị nhức buốt toàn bộ hai cái hàm răng. Thì em không biết là trong cái tập hay là em có bị sai về cái hơi thở hay là cái gì đó, bởi vì khi em tập thay gân đổi cốt thì em có cảm nhận là khi thầy nói là mình ngừng lực ở đâu đó, tay hoặc là nắm đấm gì đó thì hít cái gì nhỉ, nín bụng dưới ấy. Khi em làm thì em thấy là giống như cái lúc đó cơ thể mình có một số nơi nó bị co lại, giống như bị gồng ấy thầy. Thì hoặc là cái hơi hít vào có thể là em chưa đầy lấp được cái hơi thở, cho nên em cảm nhận mình hít thì hít rất là mạnh rồi nhưng mà cái hơi nó vẫn lấp lửng cho nó chưa phải thực sự là đầy. Không biết có phải lý do đó mà em bị đầy hơi dạ dày hoặc là sao không? Đó, là
về hai cái bệnh của em đó là một cái, thì thầy có thể với em rất là ít mồ hôi thầy ạ. Em ít mồ hôi lắm, em tập thể dục thế nhưng mà mồ hôi nó vẫn không có ra nhiều, cũng có thể do bên em hơi lạnh nhưng mà nó không có ra mồ hôi nhiều đó. Thì em muốn là mình sẽ vận động vận dụng được cái gì đó để sức khỏe mình càng ngày càng tốt hơn, thì em sẽ cố gắng luyện tập và lắng nghe cái thêm cái phần của thầy, đó là phần ăn uống này, rồi thay đổi các cái lối sống hàng ngày nó một thời gian nữa xem nó cái cải thiện của nó hy vọng tốt hơn. Bởi vì cái ăn uống nhiều khi em vẫn chưa thực hiện được nghiêm túc, ví dụ như cái giờ thầy, buổi sáng thì nhiều khi 9 10 giờ mới ăn, buổi trưa thì bên em tầm 1 giờ mới ăn, 1 1 giờ chiều mới ăn, buổi tối thì tầm 8 giờ mới ăn đó. Thì rồi là có nhiều khi ăn uống thì cũng đồ ăn đồ uống nhiều khi cũng chưa phải được là tuyệt đối lắm, nên em sợ cái đó cái dạ dày của em nó vẫn có thể có vấn đề, thì mong thầy chỉ giáo giúp em ạ. Cái trọng điểm là chị muốn gì? À em muốn là à em muốn hỏi thầy một chút là về cái đầy hơi dạ dày hiện tại á, với cái ê buốt hàm răng cộng với cái gai gót chân, đó là ba Dạ. cái hiện tại bản thân em đang còn dính mắc. Dạ. Dạ. Rồi, cái thứ nhất, cái dạ dày thì nhớ là tờ số 39. Dạ. Rồi, nghiêm túc làm theo cái đó. Dạ. Rồi, cái gai gót. À, thì chị nghiên cứu thêm đó là cái quả bóng cao su, chị lên cái gọi là cái quả bóng cao su vật lý trị liệu á, chị mua quả bóng đó về á, cái hàng ngày Dạ. chị cái bên cái chân mà nó đang bị gai á, Dạ. cái chị đạp chị lăn trên cái quả bóng cao su đó, Dạ. ngày làm thêm cái đó. Còn nếu như tham khảo lên cái phương pháp này ha, em thấy nó hiệu quả, đó là Dạ. sử dụng cái máy siêu âm á, siêu âm cơ á, À, thì dùng máy thêm siêu cái âm máy cơ. đó, dạ siêu âm, rồi có thêm một số các ví dụ như bên bên phòng khám em biết đó, thì người ta dùng cái máy siêu âm đó, cái người ta khuếch tán một số cái cao gừng á, cái nó thẩm thấu vô bên trong thì nó có thể cải thiện được cái tình trạng đó. Hôm trước thì em có ứng dụng cho thằng ca bạn hướng dẫn á, đó là có một bà bầu cũng bị cái tình trạng đau gai gót vậy đó, đi không nổi, đi đau cũng trời lắm, cái qua em làm có một lần luôn hết luôn à, thì bị mức độ có thể là cái mức độ của bạn nhẹ mới chớm hay sao đó, em làm có một lần theo cách đó bạn em chỉ á thì nó lại hết. Dạ, nhưng mà Dạ cách thầy ơi, vậy thì cái máy đấy là mình mua gọi là máy siêu âm mà thầy. mình tới cái phòng khám á nó có, chứ mình mua chi, thì xài có một lần mua chi tại nó cũng không À, rẻ. Dạ, rồi sử dụng bằng sóng siêu âm á, chứ không phải cái máy siêu âm bụng trong bệnh viện nha, không phải máy đó nha, thì nó khác nha. Cái máy này siêu âm thì là dùng sóng siêu âm để nó phát tán những cái vô trong chiều sâu của cơ, lớp cơ trong á. Dạ. Dạ em có một cái em muốn hỏi thầy nữa là em có một đứa cháu nội ấy, nó mới có 3 tuổi thôi, là từ nhỏ đến giờ á là nó có một cái về hô hấp và cái viêm tay giữa, cũng đã làm rất là nhiều bác sĩ, cũng đã từ Việt Nam có, từ London có, khắp nơi rồi, nhưng mà thấy nó cũng bây giờ đến cái tuổi nó 3 tuổi thì nó có vẻ có tiến triển rồi đó, có đỡ hơn, nhưng mà nói chung về cái phần hô hấp kém rồi sinh ra là ăn uống kém rồi cơ thể nó cứ hay bị lặt vặt đó thầy. Dạ. Thì bây giờ em cũng không biết cách, bây giờ phải làm, em nghe thầy nói là chườm gan rồi các thứ đó thì em cũng đang muốn thử nghiệm các cái cách của thầy á để xem thử nó được. Và hai nữa là em cháu của em thì nó lại bị mấy cái nữa, dị ứng tất cả các đồ ăn thức uống, rồi lại ngứa viêm da cơ địa đó, nó có nhiều cái hơi ảnh hưởng về sức khỏe của nó, lớn lên chậm hơn. Thì không biết là có Thì cách gì không? trước mắt làm bốn cái chân bàn ha, còn hết cái khái niệm nguồn của đông y với dinh dưỡng mới chỉ được. Dạ, đừng có đi tìm vấn nạn nữa, làm sao cho con khỏe lên, họ phải hỏi một câu làm sao cho con khỏe lên, làm sao cho đề kháng của con tăng. Khi sức đề kháng của con tăng, khi con nâng dần cái thể chất lên thì các biểu hiện đó nó sẽ cải thiện lại hết. Ngoài ra thì còn cái phần lỗ tai thì nên đi khám lại.
là viêm tai giữa để lâu Ừ. dài thì không ổn, không tốt lắm, Yeah. có thể Yeah. dẫn tới ảnh hưởng tới thính giác nếu để lâu, Yeah. cái đó là cần hỗ trợ cấp bách đó. Còn số cái Yeah. vấn đề kia thì thay đổi lối sống của con, tinh thần, vận động, giấc ngủ, dinh dưỡng, nhớ bốn chân bàn lại, Dạ. nghe lại cái học phần đó với nghe lại cái miễn dịch đó. Dạ. Hệ miễn dịch đó. Dạ. Miễn dịch tốt thì cần có làn da tốt, tiêu hóa tốt, tế bào miễn dịch tốt, còn nhớ đó Dạ, em có nhớ bốn cái chân bàn đó đó. Có không? điều là trẻ con mới có 2 tuổi đến 3 tuổi nó thực hiện cũng cũng nhiều khi nó cũng theo ý mình đó thầy. Mình đồng hành Cháu nó cùng không muốn con. ăn thì mình cũng không cho ăn được, hay là cháu nó mệt mỏi mình cũng cũng có nhiều cái khó thực hiện hơn đó thầy. Dạ. Mình không mình mới mở rộng cái góc nhìn dinh dưỡng ra chứ, con ăn trực tiếp không được thì có cái bổ sung vô. Dạ, có em cũng có bổ sung đó, dạ. 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 Còn thấy con Cảm thấy ơn khó thầy. là thua rồi. Thì Dạ. kiên trì hơn trẻ thì mới giáo dục được trẻ. Dạ. Còn kiên trì 5 năm, 10 năm còn hơn, để như vậy là chăm nó cả đời. Học thấy có Dạ. vấn đề thì mới làm được, còn thấy khó là thua rồi. Dạ. Bạn thấy khó thì chỉ sao không làm. Dạ. Dạ, nên là đợi Dạ, đủ em biết cái ơn điểm thầy. nguồn đi mới chỉ. Dạ. Dạ. Còn tập trung lại ha, tập trong khóa này Dạ. nè, nhớ mấy khóa thấu hiểu sức khỏe, hạn chế Dạ. hỏi bệnh, vô đây hỏi bệnh nó uổng lắm, nó mất khái niệm nguồn, nó uổng lắm. Dạ. Tập trung tìm kiếm mấy khái niệm nguồn có lợi. Dạ. Dạ, còn cái việc mà Dạ. hỏi điều trị bệnh sao á thì mình tìm đâu cũng được, nó đơn giản lắm, ra bác sĩ là nhanh. Dạ. Dạ, còn Dạ, vô em đây biết mình ơn thầy. nên tập trung khái niệm nguồn có lợi, hỏi mấy cái đó nó sẽ hay hơn cho mình. Dạ, dạ em biết Dạ, thầy. Dạ. Dạ, còn các em anh chị biết bị ơn bất thầy. ổn nhiều năm tháng rồi đó, hỏi em cũng vậy à. Tại những ngày bất ổn nhiều năm tháng thì các anh chị đã trị biết bao nhiêu chỗ rồi, cái hướng đó đã không phù hợp rồi, cho nên kiếm em hỏi nữa làm chi, mà phải hỏi lộ trình cho nó khỏe dần lại thì hướng dẫn được cái đó. Dạ. Thì bởi vì lộ trình khỏe lại là từ mình, còn hỏi đang có vấn nạn, hỏi làm sao là mình đã đang phụ thuộc vô người khác nữa mà quên bản thân mình cần phải làm gì. Mình đang hướng tới yếu tố bên ngoài mà quên quay lại yếu tố bản thân, cội nguồn cuộc Dạ. sống từ mình. Cho nên kiểu đó là mình sẽ chỉ cứ làm hoài không hết, cứ đổi thuốc đổi thầy hoài cũng vậy à. Dạ. Dạ, ghi vô một Dạ. câu nè, người hiểu được nhiêu hiểu, người không Dạ. biết bơi đổi hồ bơi có ý nghĩa gì. Dạ. Em biết ơn thầy. À, ghi câu đó vô ha, rồi hiểu nhiều thì hiểu Dạ. rồi tính tiếp. Người Dạ, không biết em biết bơi ơn thầy. à, dạ đổi hồ bơi có ý nghĩa gì, Dạ. dạ phải tìm một huấn luyện viên bơi mới được chứ không phải đổi hồ bơi. Dạ, biết ơn dạ thầy, biết ơn cả nhà. dạ Em chào thầy. dạ cảm ơn chị. Rồi nghiên cứu cái tháp dinh dưỡng nha, chị nghiên cứu tháp dinh dưỡng đó xong là không chừng có câu trả lời luôn Dạ, dạ đó. em, Dạ. dạ em cũng thực hiện cái dinh dưỡng cho cháu cũng khá khá đó, nhưng mà thôi từ từ này ạ, à, chắc phải có thời gian. Dạ. Dạ. Dạ, em bắt em. Dạ. Tại trong tháp dinh dưỡng nó có tháp dinh dưỡng cho trẻ em, nên là chị nghiên cứu Dạ. xong tự nhiên là vừa coi xong thì ra nó như vậy là tự nhiên biết cách làm luôn à. Dạ. Dạ. Em cảm ơn thầy. Dạ. Em chào thầy. Dạ. Dạ, tối nay nhiêu thôi ha. Về mình tìm khái niệm nguồn của dinh dưỡng nghe. Nhớ tháp này này giúp em. Rồi cái mai mình xử lý tháp này nè. Là khái niệm nguồn dinh dưỡng nằm đây hết nè. Nên dựa trên cái tháp đó là mình nhớ luôn à. Ứng dụng thực tiễn á, chứ không phải lý thuyết nữa. Mình biết cách rồi sao chia khẩu phần này kia cho đơn giản luôn á. Cái đó nó quan trọng. Dạ em biết ơn thầy. Dạ. À, cảm ơn cả nhà. Hẹn cả nhà lại ngày mai. Chúc thầy ngủ Chúc thầy ngon. ngủ ngon nha. Dạ, Chúc thầy cảm ngủ ơn cả ngon. nhà. Dạ. Dạ. Chúc thầy ngủ ngon. Dạ. 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 Thầy. Cảm ơn thầy. Dạ. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Dạ. Bye. Dạ.